Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 140. Diệp Huyên gật đầu, hỏi đi. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh là ai? Diệp Huyên nói, cha ta. Mục Tiểu Đao chớp chớp mắt, cha ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Mục Tiểu Đao im lặng một lát rồi lại hỏi, cô gái váy trắng thì sao? Diệp Huyên nói, muội muội ta. Mục Tiểu Đao trợn to hai mắt, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu, nhưng mà nàng không có quan hệ gì với người đàn ông áo xanh, nàng là muội muội kiếp trước của ta. Mục Tiểu Đao im lặng rất lâu, nói như vậy, người đàn ông áo xanh là cha ngươi, cô gái váy trắng là muội muội ngươi, kiếm tu mặc áo bào trắng kia là đại ca ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Mục Tiểu Đao giơ ngón tay cái với Diệp Huyên, ta phục ngươi sát đất rồi. Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao khẽ thở dài một hơi, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Đối mặt với con ông cháu cha này, thần đình vũ trụ đánh như thế nào? À, ta chưa từng đối mặt với cô gái váy trắng, không biết thực lực thật sự của nàng, nhưng mà, một người dám đi tìm pháp tắc vũ trụ sẽ yếu sao? À, ta đã từng gặp kiếm tu áo bào trắng và người đàn ông áo xanh, cũng từng giao đấu, vừa nghĩ đến hai người này là à ta liền thấy tuyệt vọng. Mục Tiểu Đao lại thở dài, ả ta quay đầu thoáng nhìn Diệp Huyên, thần đình vũ trụ thật sự muốn giết chết con ông cháu cha này sao? Giờ phút này, ả ta hơi lo lắng cho thần đình vũ trụ. Sau một lát, Mục Tiểu Đao lại hỏi, bọn họ có dạy ngươi làm thế nào đạt đến trên phàm cảnh hay không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Mục Tiểu Đao khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao, Mục cô nương. Lần này cô tìm ta không phải để giết ta, phải không? Mục Tiểu Đao khẽ nói, xem tình hình đã. Diệp Huyên. Trong lúc nói chuyện, bất chi bất giác hai người đã đi đến Tạng Thiên Thành. Tạng Thiên Thành lớn hơn, cũng sầm uất hơn Đô Thành, trước cửa thành tấp nập kẻ đến người đi, đương nhiên, đều là ma nhân. Mà khi mấy người Diệp Huyên đi đến trước cửa thành, vô số ma nhân thi nhau nhìn lại, những ma nhân này nhìn bốn người Diệp Huyên. Trong mắt không hề che giấu thái độ thù địch. Diệp Huyên liếc nhìn những ma nhân đó, Mục cô nương, ở chỗ này thần đình vũ trụ cũng không được hoan nghênh sao? Mục Tiểu Đao thản nhiên nói, thần đình vũ trụ chỉ tiếp xúc với mấy thế lực đỉnh cao của nơi này. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu rõ rồi. Nói cách khác, một số thế lực cấp thấp của ma vực này căn bản không biết đến thần đình vũ trụ. Lúc này, bỗng nhiên những binh sĩ ma nhân đó rút đi. Nhìn thấy cảnh này, lông mày Diệp Huyên hơi nhíu lại. Thế mà những người này lại không ra tay. Có vấn đề. Thoáng chốc, đoàn người Diệp Huyên đã vào trong thành, mà vừa vào trong thành, cửa thành sau lưng đã đột nhiên đóng lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lắc đầu ngao ngán. Ma vực lại có thể kỳ thị chủng tộc đến mức độ này, hoàn toàn mặc kệ thực lực của hai người bọn họ mạnh mẽ bao nhiêu, cũng muốn liều mạng giết bọn họ. Đúng lúc này, tường thành xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ, cùng lúc đó, trước mặt mấy người, mấy ngàn binh sĩ ma nhân bảy trận đi đến, vừa nhìn đã biết những binh sĩ ma nhân này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trên người mỗi người đều tỏa ra hơi thở sát phạt. Trừ cái đó ra, trên những tòa nhà xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số người bắn cung. Bọn họ bị bao vây rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Tiểu Đao, ở nơi này loài người bị ăn hiếp đến như vậy. Thế mà thần đình vũ trụ các cô vẫn mặc kệ không quản sao? Mục Tiểu Đao nhàn nhạt nói, quản như thế nào? Diệt ma nhân của ma vực sao? Diệp Huyên nhíu mày, không phải các cô là bảo vệ trật tự vũ trụ sao? Mục Tiểu Đao thoáng nhìn Diệp Huyên, ma nhân người ta cũng không làm trái trật tự vũ trụ. Hơn nữa, nếu chúng ta giúp loài người đánh ma nhân, chờ đến khi ma nhân tương đối yếu ớt, chẳng phải loài người cũng sẽ nô dịch ma nhân như vậy sao? Còn nữa, người thường xót loài người, vậy người có biết loài người đối xử với chủng tộc khác tàn nhẫn như thế nào không? Diệp Huyên đang định nói chuyện, lúc này, chân trời đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một lão già ma nhân đi ra. Cao thủ thần vị cảnh. Lão già ma nhân nhìn đám người Diệp Huyên ở bên dưới, một lát sau, tay phải ông ta vung lên, những binh sĩ lập tức rút xuống hệt như thủy triều. Rất rõ ràng. Ông ta cảm nhận được thực lực của hai người Diệp Huyên. Biết những binh sĩ kia không thể làm gì hai người.
Lão già ma nhân nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, các hạ đã từng nghe đến thần đình vũ trụ chưa? Lão già ma nhân nheo mắt lại, ngươi là người của thần đình vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão già ma nhân đột nhiên gằn giọng nói, thần đình vũ trụ rất đáng gờm sao? Diệp Huyên. Lão già ma nhân nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hai người các người tàn sát mấy vạn ma nhân đừng nói là thần đình vũ trụ, cho dù là pháp tắc vũ trụ đến cũng không bảo vệ được hai người các ngươi. Chấm, Diệp Huyên nghe mà trợn mắt ngoác miệng. Mẹ nó, ông đây cũng không kiêu ngạo bằng ông đâu. Ngay cả hắn cũng không nhìn được muốn giơ ngón tay cái khen ngợi lão già này rồi. Mục Tiểu Đao ở bên cạnh Diệp Huyên vẫn bình tĩnh như thường, ả ta liếc lão già ma nhân một cái, ngay cả thần đình vũ trụ mà các ngươi cũng coi thường. Lão già ma nhân nhìn về phía Mục Tiểu Đao, giọng điệu châm chọc, thần đình vũ trụ là cái quái gì mà ma giới bọn ta phải coi trọng. Diệp Huyên giơ ngón cái lên với lão già ma nhân, được đấy. Mục Tiểu Đao nhìn lão già ma nhân, người cũng to gan gớm. Lời vừa dứt, ả ta liền mở lòng bàn tay ra, một chiếc phi đao xuất hiện trong tay ả ta, ngay sau đó, phi đao đột nhiên biến mất. Xoẹt! Một âm thanh bén nhọn bỗng nhiên vang vọng. Ở chân trời, đồng tử của lão già ma nhân bỗng nhiên co rụt, lão ta đang định ra tay thì đã thấy phi đao kia chạm vào giữa trán mình, mũi đao đâm vào chừng nửa tấc, máu tươi chảy thành dòng. Mục Tiểu Đao không giết chết lão già ma nhân ngay mà đi tới trước mặt lão ta, người có tư cách gì mà đòi coi thường thần đình vũ trụ. Lão già ma nhân nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, người có dám để ta gọi người tới không? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao khẽ gật đầu, được thôi, ngươi gọi đi. Nói rồi, ả ta lùi sang một bên, thế nhưng phi đao kia vẫn đâm thẳng vào mi tâm của lão già ma nhân. Lão già ma nhân vội vàng lôi ra một hòn đá truyền âm, bắt đầu gọi cứu trợ. Ở bên dưới, Diệp Huyên đánh mắt về phía Mục Tiểu Đao, sau đó bảo, chúng ta đừng lãng phí thì giờ vì lão ta nữa. Mục Tiểu Đao giận dữ, lão coi thường thần đình vũ trụ thì cũng thôi. Vậy mà dám coi thường cả pháp tắc vũ trụ nữa, dựa vào gì chứ? Diệp Huyên cạn lời. Có thể thấy rõ câu nói pháp tắc vũ trụ có tới cũng chẳng thể bảo vệ nổi hai người của lão già ma nhân đã kích thích Mục Tiểu Đao. Diệp Huyên liếc về phía lão già ma nhân, hắn có hơi bội phục lão già này, thật lòng mà nói, kẻ có thể coi thường pháp tắc vũ trụ và thần đình vũ trụ trên đời này e chỉ có mỗi Tam Kiếm mà thôi. Vậy là lão già này vẫn nói ra mấy câu mang ý khinh thường thần đình vũ trụ và pháp tắc vũ trụ. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao lại vậy. Đúng lúc này, không gian phía sau lão già ma nhân đột nhiên rung chuyển. Sắp tới rồi. Lão già ma nhân nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, ngươi là kẻ tự chuốc lấy tai họa ngập đầu về cho thần đình vũ trụ. Diệp Huyên ở bên dưới nghe mà trợn mắt há hốc miệng. Lão già kia làm màu đến mức khiến hắn cũng thấy mặc cảm luôn á. Mục Tiểu Đao nhìn lão già ma nhân bằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng không gian xung quanh ả ta thì lại đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện từ phía sau lão già ma nhân, người kia mặc một cẩm bào sang trọng, dáng người khôi ngô, giữa lông mày còn mang theo cả lệ khí. Cường giả thiên vị cảnh. Người đàn ông trung niên nhìn xuống Mục Tiểu Đao ở bên dưới, ngươi là người của thần đình vũ trụ. Mục Tiểu Đao gật đầu. Người kia lại nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, thần đình vũ trụ thì giỏi lắm sao? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao khẽ gật đầu, đối với một vài người mà nói thì đúng là chẳng có gì ghê gớm. Có điều. Nói rồi ả ta lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, đám đổ bỏ các ngươi mà cũng dám coi thường thần đình vũ trụ sao. Lời vừa dứt, lòng bàn tay ả ta đột nhiên mở ra, thế rồi một cây phi đao bay vụt khỏi đó. Ở chân trời, đồng tử của người đàn ông trung niên bỗng co nhỏ, ông ta đột ngột nện xuống một quyền, khiến cho không gian trước mặt vỡ nát. Cùng lúc đó, không gian trong vòng mấy vạn trượng xung quanh cũng nứt ra. Nhưng một quyền đó lại không thể ngăn cản được phi đao của Mục Tiểu Đao, phi đao kia xuyên thẳng qua nắm đấm của ông ta, sau đó theo cánh tay ông ta mà chém thẳng vào trên đầu ông ta. Xoẹt! Thân thể của người đàn ông trung niên lập tức bị chẻ làm đôi, máu tươi bên trong phun ra như suối, tanh không chịu nổi. Lão già ma nhân ở một bên lập tức bị dọa cho ngớ người.
Cường giả thiên vị cảnh cứ như vậy bị chém chết rồi ư? Mục Tiểu Đao nhìn lão già ma nhân, người còn muốn gọi ai nữa không? Lão già ma nhân nhìn chằm chằm Mục Tiểu Đao, người có biết ngươi vừa giết ai không? Ngươi! Vừa mới nói tới đây, cây phi đao đã đâm thẳng vào giữa trán lão ta. Xoẹt! Lão già ma nhân mất mạng ngay tại chỗ. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, Mục Tiểu Đao liền nói, mấy kẻ đó quá yếu. Không lãng phí thời gian với chúng nữa. Đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Đám người lại tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, cô bé bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên kéo tay hắn, nói nhỏ, ca ca ơi, thần đình vũ trụ thực sự đỉnh lắm sao? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao liếc cô bé, nhóc tên gì? Cô bé hơi do dự một lát mới nói, muội không có tên, rất nhiều nô lệ đều không có tên. Nghe vậy, lông mày Mục Tiểu Đao liền nhíu lại, con người ở nơi này đều là nô lệ cả à? Lâm Viêm ở một bên bỗng nói, ngoại trừ nhân giới. Con người ở những địa phương khác đều là nô lệ của ma nhân. Mục Tiểu Đao lắc đầu, con người ở đây cũng kém thật. Chỉ một lát sau, đám người đã đi tới khu vực truyền tống của Tạng Thiên Thành, Diệp Huyên nhìn lướt một vòng, liền phát hiện truyền tống trận thông với nhân giới. Sau khi đám người tiến vào truyền tống trận, cả trận pháp xung chuyển. Đúng vào lúc bọn họ sắp sửa biến mất hoàn toàn, không gian ở chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột ào tới. Nhìn thấy vậy, Mục Tiểu Đao khẽ nhíu mày, toàn muốn ra tay. Diệp Huyên ngăn cản Mục Tiểu Đao, cứ kệ chúng trước đã. Dứt lời, truyền tống trận liền khởi động, mấy người lập tức biến mất không còn dấu vết. Sau khi mấy người họ biến mất, một lão già ma nhân mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, thấy đám người Diệp Huyên đã rời đi, vẻ mặt lão ta nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn, lão bỗng nhiên vỗ tay xuống, truyền tống trận bên dưới lập tức hóa thành tro tàn. Giây lát sau, lão già mặc đồ đen bỗng gằn giọng, ngươi cho rằng nhân giới có thể bảo vệ nổi các ngươi ư? Dứt lời, lão ta liền quay người, biến mất không còn tung tích. Chuyện hai người Diệp Huyên tàn sát đám ma nhân nhanh chóng được lan truyền, lúc biết tin này, cả ma giới lập tức bùng nổ. Con người tàn sát ma nhân. Đúng là đi ngược lẽ trời thật rồi. Quá mức nhục nhã. Ma nhân mà lại bị con người giết, đây quả là điều vô cùng nhục nhã đối với ma nhân. Nhất thời, vô số ma nhân đã tự lập đội chạy tới Tạng Thiên Thành. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, đó chính là giết chết hai người Diệp Huyên. Rất nhiều ma nhân đều tập trung tại Ma Đô, yêu cầu Ma Đô phái cường giả đi trấn áp hai người kia, bởi vì rất nhiều giới khác đều đã biết chuyện ma nhân của ma giới bị con người tàn sát, hiện giờ ma nhân đã trở thành trò cười cho bọn họ. Tại Ma Đô. Ma Đô là thủ đô của ma giới, cũng là nơi phồn thịnh nhất ma giới. Bên trong Ma Đô lúc này, rất nhiều cường giả ma nhân đều tập trung trước đại điện của Ma Đô, yêu cầu Ma Đô phái cường giả đi trấn áp nhóm Diệp Huyên. Trong đại điện Ma Đô lúc này cũng có không ít cường giả, người đứng đầu chính là Thương Minh con trai của giới chủ ma giới. Bởi vì giới chủ ma giới đang bế quan tu luyện, nên tất cả những chuyện trong ma giới hiện giờ đều do con trai Thương Minh của ông ta phụ trách. Thương Minh nhìn một lão già mặc đồ đen trước mặt mình, phàm cảnh. Ngươi chắc chắn chứ? Lão già mặc đồ đen gật đầu, trầm giọng nói, cô ả ta cầm phi đao kia đúng là phàm cảnh. Về phần tên loài người còn lại thì có vẻ hơi yếu, cảnh giới rất thấp, thân thể chỉ mới ở quy nhất cảnh, không đáng lo ngại. Kẻ chúng ta cần đối phó chính là cô ả ta cầm phi đao. Người cầm phi đao. Lúc này, một lão già ma nhân đột nhiên cất lời, nàng ta nói bản thân là người của thần đình vũ trụ thật sao? Lão già mặc đồ đen gật đầu, đúng vậy. Cả hai kẻ đó đều là người của thần đình vũ trụ. Lông mày của lão già ma nhân nhíu lại, từ khi nào mà thần đình vũ trụ lại có cường giả cấp bậc phàm cảnh rồi vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong mắt của đám cường giả ma nhân có mặt trong điện cũng đầy vẻ nghi hoặc. Ở đại lục ma vực có một vũ trụ chấp pháp điện, nơi đó chính là thần đình vũ trụ, có điều cường giả loài người trong vũ trụ chấp pháp điện kia đều rất yếu. Người mạnh nhất cũng chỉ mới ở thiên vị cảnh. Đúng lúc này, Thương Minh đột nhiên lên tiếng, chắc hẳn đối phương đến từ bên ngoài. Lão già mặc đồ đen gật đầu, theo chúng thuộc hạ điều tra được,
hay lẽ đó rõ ràng rất xa lạ về ma vực chúng ta, bởi vậy, hẳn là chúng từ bên ngoài tới. Thương Minh ngồi ở vị trí chủ điện khẽ nhắm mắt. Thần đình vũ trụ. Thật ra hắn ta cũng không biết nhiều về nơi này, hồi đại ma chủ vẫn đang ở đây thì ngài ấy từng tiếp xúc với thần đình vũ trụ kia, về phần thực lực của nơi đó, hắn ta cũng chẳng rõ lắm, có khi phụ thân hắn sẽ biết được đôi điều chăng. Nhưng bây giờ phụ thân giới chủ của hắn ta đang bế quan, hiển nhiên không thể quấy rầy người vì chút chuyện còn con này được. Chuyện đáng nói nhất là, vũ trụ chấp pháp điện kia của ma vực thật sự quá yếu. Đúng lúc này, lão già mặc đồ đen lại nói, thiếu giới chủ, bất kể thế nào, chúng ta cũng nhất định phải bắt giữ hai kẻ đó, nếu không khó mà xả được cơn giận của dân chúng. Một cường giả ma nhân khác cũng nói, kể ra đây là một cơ hội cho chúng ta. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cường giả ma nhân vừa nói chuyện. Gã ta liền bảo, hiện giờ tất cả ma nhân của ma giới đều muốn giết hai kẻ loài người kia. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta ra lệnh thì sẽ có rất nhiều ma nhân bằng lòng tham chiến. Mà chúng ta có thể nhân cơ hội này ăn sạch nhân giới. Ăn sạch nhân giới. Trong mắt Thương Minh lóe lên tia hưng phấn bởi vì nhân giới có một linh mạch siêu cấp, chỉ có điều năm xưa đạo tổ của nhân giới và mấy vị giới chủ đã từng có ước định. Thế nên dù mấy giới đều ngấp nghé linh mạch siêu cấp nhưng đều không có cớ để ra tay. Vậy mà hiện giờ, hai kẻ loài người kia lại chạy trốn đến nhân giới. Chẳng phải chính là cái cớ cho bọn họ đấy sao? Thương Minh đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, ma binh lập tức tới ma đô. Tuân lệnh. Một cường giả ma nhân cung kính hành lễ, sau đó liền lui xuống. Lúc này, một trưởng lão ma nhân ở gần Thương Minh đột nhiên cất lời. Thiếu giới chủ, ta cảm thấy việc này vẫn nên xin phép giới chủ một câu thì hơn. Thương Minh liếc nhìn trưởng lão kia, vu trưởng lão cảm thấy ta không có năng lực xử lý chuyện này sao? Vu trưởng lão lắc đầu, cũng không phải vậy, chỉ sợ thần đình vũ trụ kia cũng không phải thế lực đơn giản, trong tình huống chúng ta không hiểu rõ về chúng, vẫn nên cẩn thận thì hơn, tránh việc khiến cho. Thương Minh lắc đầu cười, chỉ là một kẻ phàm cảnh mà thôi. Hơn nữa, vu trưởng lão à, hai kẻ kia đã giết chết mấy vạn ma nhân của ma giới ta, nếu như chúng ta bỏ qua chuyện này, người cảm thấy những ma nhân đó sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt thế nào? Vu trưởng lão còn muốn nói tiếp nhưng Thương Minh đã đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh xuống, tiến về nhân giới. Tiến về nhân giới. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, cả ma giới lập tức sôi trào. Rất nhiều ma nhân đồng thanh hô vang khẩu hiệu diệt thần đình, chu pháp tắc. Nhân giới. Chỉ một lát sau, nhóm Diệp Huyên đã xuất hiện tại một đài truyền tống cực lớn. Ở phía đối diện cách họ không xa có một số ma nhân đang đứng, nhưng ma nhân kia phụ trách trông coi truyền tống trận này. Lúc nhìn thấy nhóm Diệp Huyên, đám ma nhân kia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền muốn xông về phía nhóm Diệp Huyên, có điều ngay sau đó, một cây phi đao đột ngột lóe lên. Xoẹt. Mười mấy cái đầu lập tức bay thẳng ra ngoài. Mục tiểu đao liếc Diệp Huyên một cái, đi thôi. Dứt lời, ả ta liền đi về phía xa. Diệp Huyên lắc đầu cười, cô gái này cũng bạo lực thật đấy. Có thể thấy cô gái này không hề có chút hảo cảm nào với đám ma nhân kia, chẳng qua điều này cũng rất bình thường, bởi vì đám ma nhân kia nhìn thấy con người mà cứ như thấy kẻ thù giết cha mình vậy, chỉ cần là con người thì sẽ chẳng thể có hảo cảm với bọn chúng. Cả nhóm người tiến lên, khoảng nửa canh giờ sau. Đoàn người đã đi tới trước mặt một tòa thành cổ. Thành nhân tộc. Tòa thành này chính là nơi sạch sẽ cuối cùng của con người ở ma vực. Con người ở những nơi khác, hoặc là bị nô dịch, hoặc là bị giết chết tàn bạo, chỉ có ở nơi đây thì con người mới có cuộc sống tôn nghiêm. Tất cả những điều này cũng nhờ một người mà ra. Đạo tổ. Năm xưa, đạo tổ đã thành lập đạo thống tại chính nơi này, đồng thời dùng thực lực cường đại trấn áp giới chủ của bốn giới khác. Khiến bọn chúng bắt buộc phải thừa nhận địa vị của nhân giới. Nhưng ước định giữa hai bên đó là con người trong nhân giới không được rời khỏi nơi đó, nếu không thì phải tự chịu trách nhiệm cho việc sống chết của bản thân. Tuy đạo tổ đúng là mạnh thật nhưng cũng không thể nào cứu tất cả nhân loại. Bởi vì nếu hai bên cứ chiến tranh mãi thì chẳng khác nào cá chết lưới rách. Có lẽ đạo tổ vẫn còn sống, nhưng rất nhiều con người chắc chắn sẽ chết, bởi vậy, đạo tổ liền thu tay lại. Lúc đi tới dưới chân thành, Diệp Huyên liền phát hiện,
cánh cửa của thành nhân tộc đang đóng chặt. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên tường thành, người đàn ông loài người đó nhìn xuống ba người Diệp Huyên, chính các ngươi đã giết ma nhân. Rõ ràng nhân giới đã biết về chuyện mà Diệp Huyên và Mục Tiểu Đao làm ra. Diệp Huyên ở bên dưới khẽ gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông đột nhiên giống giận, các ngươi giết ma nhân rồi mà còn tới nhân giới, là muốn kéo theo bọn ta cùng chết sao? Nghe thất vậy, Diệp Huyên liền sững người. Lông mày của Mục Tiểu Đao cũng nhíu lại. Lúc này, người đàn ông kia đột nhiên tức giận lên tiếng, các ngươi giết ma nhân, đám ma nhân kia của ma giới sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giờ các ngươi lại tới nhân giới, các ngươi có biết sẽ làm liên lụy tới tất cả bọn ta hay không? Tính tình nóng nảy của Mục Tiểu Đao trào dâng, ả ta đang muốn động thủ thì bị Diệp Huyên ngăn lại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ngươi nói có lý lắm. Hay là thế này, ma nhân là do bọn ta giết, các ngươi cho hai vị bằng hữu bên cạnh bọn ta vào còn bọn ta sẽ rời khỏi đây, nhử đám ma nhân kia rời đi. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi nằm mơ. Diệp Huyên. Trên tường thành bỗng nhiên xuất hiện thêm một nhóm binh lính loài người nữa, trong tay bọn họ đều cầm trường cung, và đang chĩa thẳng vào nhóm người Diệp Huyên. Người đàn ông chỉ huy cầm trường cung chĩa vào Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh lùng, mau cút đi, đừng làm liên lụy tới bọn ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta không hiểu cho lắm. Con người đã lâm vào thảm cảnh như vậy rồi, tại sao lại không thể đoàn kết với nhau cơ chứ? Người đàn ông gằn giọng, đoàn kết, ngươi có biết các ngươi giết ma nhân cũng tức là đã chọc giận toàn bộ ma nhân của ma giới không hả? Đám ma nhân kia không những sẽ không bỏ qua cho các ngươi, mà thậm chí còn có khả năng giận cá chém thất lây sang nhân giới chúng ta. Diệp Huyên toàn nói chuyện thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ trên tường thành, Lý Phong, không thể để bọn họ rời khỏi đây. Người lên tiếng là một cô gái loài người chừng hơn 20 tuổi, bề ngoài rất xinh đẹp. Cô gái lạnh lùng nhìn nhóm Diệp Huyên, bọn chúng đã chọc giận toàn bộ ma nhân của ma giới, đám ma nhân kia không những sẽ không bỏ qua cho chúng, mà cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Muốn đám ma nhân đó không giận cá chém thất sang chúng ta thì chỉ có một cách. Đó chính là bắt giam bọn chúng, sau đó giao nộp cho ma nhân của ma giới. Nghe vậy, người đàn ông tên Lý Phong nhất thời híp mắt, ngay sau đó, ý lập tức vung tay phải lên, nhoáng cái đã có mười mấy cường giả loài người xuất hiện phía sau lưng nhóm Diệp Huyên. Rõ ràng là không muốn cho đám Diệp Huyên rời khỏi đây. Lúc này, Lâm Viêm bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên tức giận cất lời, cùng là con người với nhau, các ngươi đã không giúp đỡ thì thôi. Sao lại có thể bỏ đá xuống giếng như thế? Lý Phong mặt không cảm xúc, tại sao các ngươi lại giết ma nhân? Lâm Viêm tức giận, bởi vì ma nhân muốn giết bọn ta. Lý Phong tức giận phừng phừng, ma nhân giết các ngươi thì mắc mớ gì tới bọn ta? Lâm Viêm suýt nữa tức đến nổ phổi. Mục Tiểu Đao ở một bên đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, đột nhiên ta cảm thấy tuy rằng ngươi hơi gian xảo chút, nhưng ít nhất ngươi vẫn còn là đàn ông. Dứt lời, ả ta ngẩng đầu nhìn Lý Phong trên tường thành, các ngươi không giúp bọn ta cảm thấy chuyện này cũng bình thường, dù sao thì đây cũng là quyền lợi của các ngươi, hơn nữa, các ngươi cũng chẳng nợ nần gì bọn ta cả. Có điều, ngươi không cảm thấy mấy lời ngươi vừa nói, cực kỳ máu lạnh sao? Giống Diệp Thiện Nhân vừa tới, con người đã lâm vào cuộc sống thê thảm như thế. Cho dù không ra tay tương trợ nhưng cũng đừng nên bỏ đá xuống giếng chứ. Diệp Huyên liếc Mục Tiểu Đao mà lòng thoáng kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn, cô gái này rất ít khi nói lý lẽ. Chỉ có khi nào nàng ta đánh không lại thì mới chuyển sang nói lý lẽ mà thôi. Giọng điệu của cô gái trên tường thành kia vẫn cực kỳ lạnh lùng, máu lạnh. Bỏ đá xuống giếng, các ngươi cũng đã biết các ngươi tiến vào nhân giới bọn ta, thì sẽ khiến cho tất cả ma nhân của ma giới căm hận chúng ta. Thế các ngươi có từng nghĩ tới tình cảnh của bọn ta hay chưa? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó bảo, chúng ta đi thôi. Mục Tiểu Đao liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Mấy kẻ này muốn rời khỏi đây. Đúng lúc này, cô nàng kia đột nhiên tức giận phừng phừng, không được đi. Nàng ta vừa dứt lời, đám cường giả trước mặt nhóm Diệp Huyên liền muốn ra tay. Nhóm Diệp Huyên dừng bước, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái kia, nàng ta nhìn chằm chằm lại hắn, các ngươi đi rồi. Chắc chắn ma nhân sẽ không bỏ qua. Bọn họ nhất định sẽ giận cá chém thất sang bọn ta,
vì thế, các ngươi không được phép rời khỏi đây. Diệp Huyên cười nói, vậy cô tính làm thế nào hả? Nàng ta nhìn Diệp Huyên một lát, chỉ khi các ngươi chết thì ma nhân mới bất giận, thế nên, các ngươi phải chết. Dứt lời, nàng ta liền vung tay phải lên, muốn ra lệnh thuộc hạ chém giết nhóm Diệp Huyên. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp đánh úp từ nơi đó lại. Chứng kiến cảnh ấy, sắc mặt của đám cường giả loài người trên tường thành lập tức biến đổi. Cô gái kia nhìn về phía chân trời, sắc mặt tái nhợt, tiêu thật rồi. Ma nhân tới, tiêu thật sự rồi. Dứt lời, dường như nàng ta nghĩ tới gì đó mà đột nhiên giận dữ chỉ thẳng vào nhóm Diệp Huyên, đều do các ngươi, mấy kẻ đê tiện các ngươi, ma nhân đã muốn giết thì sao? U là trời. Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há hốc miệng, không thể không nói, lý lẽ lập luận của cô nàng này quả thật lật đổ tam quan của hắn luôn rồi. Hắn biết tính người vốn xấu xa, chỉ không ngờ rằng lại ghê tởm đến mức độ này. Diệp Huyên quay đầu nhìn Mục Tiểu Đao, nhìn cô ả kia xong, ta lại đột nhiên cảm thấy ngươi cũng tốt đấy chứ. Có sao nói vậy, mặc dù Mục Tiểu Đao là đối thủ của hắn, hơn nữa còn là đối thủ sống còn nhưng hắn vẫn khá tôn trọng Mục Tiểu Đao, ít nhất thì cô nàng này cũng không xấu không ác đến mức kia. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao vẫn bình tĩnh, ả mở lòng bàn tay, một cây phi đao đột nhiên xuất hiện bên trên, mà lúc này, Diệp Huyên đã xông tới, hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi. Hắn muốn băm nát đầu chó của cô ả kia. Nhưng hắn chỉ vừa tới lại gần tường thành thì một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên tràn ra từ chỗ tường thành. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị đẩy về vị trí cũ. Trận pháp bảo vệ thành trì. Diệp Huyên liếc nhìn tường thành kia, chẳng biết trên đó đã xuất hiện một màn chắn khổng lồ từ bao giờ. Hơi quen quen. Phải biết rằng thứ hắn học chính là đạo kinh, mà trận pháp này chứa khí tức của đạo kinh. Có thể thấy được là do đạo tổ bố trí mà ra. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên nứt ra, một người đàn ông trung niên bước tới. Kẻ đó chính là thiếu giới chủ của ma giới, sau lưng hắn ta là rất nhiều cường giả ma nhân. Ở trong đó, cường giả thiên vị cảnh có chừng hơn 20 kẻ, cường giả thần vị cảnh cũng không hề ít, khoảng hơn 100, số cường giả quy nhất cảnh còn lại cũng phải lên tới mấy trăm. Thế trận này quả nhiên phải nói rằng hơi đông đảo. Thương Minh nhìn xuống nhóm Diệp Huyên ở bên dưới, cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Mục Tiểu Đao, người chính là người của thần đình vũ trụ. Mục Tiểu Đao gật đầu, đúng vậy. Thương Minh khẽ cười, hỏi, là thần đình vũ trụ cho ngươi cái gan đó sao? Mục Tiểu Đao chỉ nhìn Thương Minh mà không nói gì. Đúng lúc này, cô gái trên tường thành đột nhiên cúi người hành lễ với Thương Minh, tại hạ là Hàn Mộng. Tham kiến thiếu giới chủ ma giới tôn kính. Thương Minh nhìn về phía Hàn Mộng vội vàng nói, thiếu giới chủ, mấy kẻ loài người này không có bất cứ quan hệ nào với chúng ta, bọn chúng vừa tới thì chúng ta đã bao vây chúng lại, chuẩn bị bắt trói rồi giải tới ma giới. Thương Minh cười nói, nhưng ngươi là con người, mà bọn chúng, cũng là con người. Hàn Mộng tiếp tục hành lễ lần nữa, tuy đều là con người nhưng chúng ta không hề dính dáng gì với bọn chúng. Mấy kẻ này tàn sát ma nhân của ma giới, hành vi đó quả thật là tội ác tày trời. Chúng ta bằng lòng hiệp trợ thiếu chủ bắt giữ bọn chúng. Diệp Huyên nhìn Hàn Mộng, hắn giơ ngón cái lên, người đúng là biết nịnh nọt thật đấy. Hàn Mộng liếc Diệp Huyên, giọng điệu châm chọc, sắp chết rồi mà còn muốn chiếm lợi về mặt miệng lưỡi. Nực cười. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp thì lúc này, Thương Minh ở phía chân trời đột nhiên cười sang sảng, con người, ha ha. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Mục Tiểu Đao, nếu ngươi đã là người của thần đình vũ trụ, vậy thì thế này đi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi có thể gọi người giúp đỡ. Gọi người. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Mục Tiểu Đao, hắn kéo ống tay áo của Mục Tiểu Đao, gọi người. Giống lúc các ngươi đánh ta ấy, xử hắn. Mục Tiểu Đao nhìn Thương Minh, ngươi chắc chứ? Thương Minh gật đầu, cười đáp, chắc chắn. Mục Tiểu Đao khẽ mở lòng bàn tay, một cái lệnh bài đột nhiên phóng thẳng lên trời, sau đó liền biến mất ở sâu trong tinh không. Diệp Huyên trừng mắt, người gọi ai thế? Mục Tiểu Đao thản nhiên đáp, người duy trì trật tự ở thế giới này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đám người duy trì trật tự vũ trụ kia cũng không yếu, nếu gọi đến,
lại có thêm hắn và Mục Tiểu Đao thì hẳn là có thể giải quyết xong đám ma nhân này. Không lâu sau, chân trời đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng dáng, sau đó bọn họ xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, đi đầu là một người đàn ông. Người đàn ông chạy tới nơi, gã nhìn lướt qua bốn phía, lúc nhìn thấy Thương Minh thì vẻ mặt lập tức thay đổi, sau đó, gã lập tức chạy tới trước mặt Thương Minh, cung kính hành lễ, tại hạ là người duy trì trật tự của thần đình vũ trụ kỳ soái tham kiến thiếu giới chủ. Những người duy trì trật tự vũ trụ còn lại cũng đồng loạt hành lễ, vô cùng cung kính. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức sững người, sắc mặt Mục Tiểu Đao lại càng khó coi tới cực điểm. Diệp Huyên lại một lần nữa giật ống tay áo của Mục Tiểu Đao, Tiểu Đao. Giờ ta cảm thấy hơi gượng gạo, cô thì sao? Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên cũng ngơ ngác. Bởi vì hắn không nghĩ đến những người chấp pháp này lại kính cẩn với thiếu giới chủ của ma giới như vậy, chuyện này có chút không bình thường. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao bên cạnh cũng âm u không kém. Ở bên kia, thiếu giới chủ Minh Thương đột nhiên cười ha ha, cười một lúc sau đó gã chỉ vào Mục Tiểu Đao phía xa, kỳ soái, là ả ta gọi các ngươi đến. Nghe vậy, kỳ soái nhìn Mục Tiểu Đao cách đó không xa, khi nhìn thấy Mục Tiểu Đao, gã khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Diệp Huyên chớp mắt, ngươi không biết ả ta. Vẻ mặt kỳ soái vô cảm, không quen. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, ngầu. Ngay cả người bảo vệ pháp tắc vũ trụ mà các ngươi cũng không biết. Người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Nghe vậy, sắc mặt kỳ soái kia lập tức thay đổi, gã nhìn Mục Tiểu Đao, run giọng nói, ngươi là người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Mục Tiểu Đao nhìn kỳ soái, người duy trì trật tự vũ trụ chính là mấy người các ngươi. Kỳ soái lắc đầu, lão đại không đến. Lúc này, Minh Thương bên cạnh đột nhiên cười nói, người duy trì pháp tắc vũ trụ. Thú vị đấy. Mục Tiểu Đao nhìn Minh Thương, rất thú vị sao? Minh Thương cười nói, bây giờ có thể đấu chưa? Nghe thế, sắc mặt kỳ soái kia thoáng chốc đã thay đổi, gã vội nói, đây là chuyện hiểu lầm. Là hiểu lầm lớn. Nói rồi gã vội đi đến trước mặt Mục Tiểu Đao, trầm giọng nói, người mau xin lỗi thiếu giới chủ đi. Nghe vậy, Diệp Huyên ở bên cạnh lắc đầu, mẹ nó. Lúc các người đánh ta, ai cũng hung hãn không sợ gì như thể mạng sống cũng không quan trọng vậy. Sao đánh người khác thì lại hèn nhát vậy chứ? Đúng là tức chết lão tử. Hắn vẫn không quên lúc trước ở vũ trụ cửu duy, những người duy trì trật tự vũ trụ này ai ai cũng liều mạng hết sức. Cho dù có chết cũng không ai chùn bước. Mục Tiểu Đao nhìn kỳ soái trước mặt, ta xin lỗi. Kỳ soái vội gật đầu, có chút gấp gáp nói, mau xin lỗi đi. Nếu không lát nữa ngay cả người duy trì trật tự vũ trụ chúng ta cũng bị liên lụy, ngươi. Giọng nói kỳ soái đột nhiên dừng lại, bởi vì thanh phi đao đã đâm vào cổ họng gã. Kỳ soái trợn tròn hai mắt, ngươi. Mục Tiểu Đao lắc đầu, đúng là mất mặt, sao các người lại sống hèn mọn như vậy chứ? Nói rồi, ả ta nâng tay tát một cái. Bốp, kỳ soái kia lập tức bay đi, vừa bay thì cả xác thịt đã vỡ nát, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Thấy vậy, những người duy trì trật tự vũ trụ kia lập tức ngây người. Vẻ mặt kỳ soái kia cũng kinh ngạc. Mục Tiểu Đao nhìn đám người Minh Thương, ả ta không nói gì. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên cũng thay đổi, Mục cô nương, không phải cô chuẩn bị chuồn đi chứ? Mẹ nó! Suýt nữa hắn đã quên mất, cô gái này thích bán đứng đồng đội. Chỉ cần đánh không không lại thì ả ta chắc chắn sẽ bỏ chạy. Nếu bây giờ cô gái này bỏ chạy thì bản thân hắn chắc chắn không đánh được nhiều người như vậy. Mục Tiểu Đao liếc nhìn Diệp Huyên, ta là loại người đó sao? Diệp Huyên nhếch miệng, mẹ nó, chẳng lẽ cô không phải loại người đó? Ngay lúc này, Minh Thương ở phía xa đột nhiên cười nói, người bảo vệ pháp tắc vũ trụ, người còn gọi người không? Nếu gọi thì ta có thể đợi ngươi một lát. Mục Tiểu Đao nhìn Minh Thương, ta gọi mẹ ngươi. Vừa dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay, một thanh phi đao bỗng bay ra. Bù! Một luồng đao mang lóe lên từ trong sân. Ở phía xa, sắc mặt Minh Thương kia bỗng thay đổi, gã đánh mạnh một quyền về phía trước. Ầm. Minh Thương lập tức lùi mạnh lại. Sau khi dừng lại, cả cánh tay phải Minh Thương trực tiếp rơi khỏi vai gã. Minh Thương sửng sốt, sau đó hung dữ nói, giết ả ta.
Vừa nói xong, các cao thủ bên cạnh gã lập tức xông về phía Mục Tiểu Đao. Lúc này, Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay, một thanh phi đao xuất hiện trong tay, tiếp đó, ả ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà trên đầu ả ta bỗng xuất hiện một thanh phi đao hư ảo, cùng lúc đó, linh hồn ả ta lập tức xuất ra, sau đó nắm lấy phi đao kia. Thấy vậy, mắt Diệp Huyên khẽ giựt, mẹ nó, năm đó hắn đã bị chiêu này đánh rồi. Mục Tiểu Đao sắp đánh lớn rồi. Sau khi linh hồn Mục Tiểu Đao cầm lấy đao thì đâm mạnh về phía trước, chảm thần. Vừa dứt lời, một thanh phi đao đột nhiên phá không lao đến. Bù! Trong sân, đất trời lập tức bị xé rách. 10 cao thủ ma nhân dẫn đầu lập tức bị tiêu diệt, còn những cao thủ ma nhân còn lại cũng trực tiếp bị đao thế này ép lùi. Lúc này, trong tay Mục Tiểu Đao lại xuất hiện một thanh phi đao, sau đó thanh phi đao lập tức bay ra. Bù! Ở phía xa, một đầu người lập tức bay đi. Mà trong tay Mục Tiểu Đao lại xuất hiện một thanh phi đao. Cứ như vậy, trong sân lần lượt từng đầu người rơi xuống, máu tay ngập tràn. Đồ sát! Những cao thủ ma nhân cai tuy đều là cao thủ thiên vị cảnh, nhưng Mục Tiểu Đao là phàm cảnh, cao thủ thiên vị cảnh căn bản không ngăn nổi phi đao của Mục Tiểu Đao. Nhưng, ma nhân đông người, rất nhanh sau đó, mười mấy người lao đến trước mặt Mục Tiểu Đao. Lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt Mục Tiểu Đao, hắn đánh mạnh một quyền. Ầm! Một quyền vừa đánh ra, ma nhân đi đầu tiên lập tức bị đánh bay, nhưng một ma nhân đã lao đến trước mặt hắn, Diệp Huyên đang định ra tay thì một thanh phi đao bỗng chốc đã đâm vào gáy ma nhân đó. Bù! Ma nhân kia lập tức bị phân thây. Mục Tiểu Đao liếc nhìn Diệp Huyên, cha ngươi là cha ruột sao? Vậy mà đẻ ra ngươi yếu như vậy. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức buồn lòng, có lẽ, bản thân hắn là do nhặt về. Lúc này, Mục Tiểu Đao và Diệp Huyên lại ra tay tiếp, mà ngay lúc ấy, hai người họ đột nhiên quay đầu, vừa quay lại thì hai luồng sáng trắng trực tiếp đánh thẳng đến trước mặt họ. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hai tay chắn ngang. Mục Tiểu Đao cũng chém mạnh đao xuống. Đùng! Một vùng sáng trắng nổ tung, hai người lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, hai người đều sững sờ. Bởi vì người tấn công bọn họ không phải ma nhân, mà là những người loài người trên tường thành kia. Những người loài người này dùng trận pháp tấn công bọn họ. Không chỉ như vậy, một nhóm cao thủ loài người không biết từ lúc nào đã vây lấy cô bé và Lâm Viêm lại, hai cao thủ loài người trong đó còn dùng dao găm kề sát cổ hai người họ. Trên tường thành, Hàn Mộng kia lạnh lùng nhìn hai người Diệp Huyên, thiếu giới chủ. Nhân giới ta nguyện ý giúp các người một tay giết chết hai loài người này. Nói rồi, trên tường thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều phù văn kỳ lạ, trong những phù văn này có luồng sức mạnh kỳ lạ đang chuyển động. Trận pháp. Bên dưới, Diệp Huyên nhìn Hàn Mộng, phụ nữ ngu xuẩn như ngươi là bị thiểu năng sao? Mẹ nó ta phục rồi, ngươi không thấy hai người chúng ta mạnh như vậy sao? Hàn Mộng tức giận nói, hai người các ngươi là đồ ngu xuẩn. Các ngươi có biết hay không? Hắn là thiếu giới chủ ma giới, nếu các ngươi làm hắn bị thương, thì tất cả loài người chúng ta cũng sẽ phải chôn cùng các người thôi. Diệp Huyên tức giận nói, chôn cùng con mẹ ngươi, thiếu giới chủ lợi hại lắm sao? Ngươi có biết lão tử chính là người sáp lập thần đình vũ trụ không? Pháp tắc vũ trụ đều là do ta sáng tạo ra, ngươi. Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại. Má nó! Vậy mà lại quên mất Mục Tiểu Đao đang ở đây. Ngại thật. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, nói đi, nói tiếp đi. Diệp Huyên đang định nói thì Hàn Mộng kia đột nhiên chế giễu nói, thần đình vũ trụ. Đó là thế lực rác rưởi gì chứ? Cũng xứng để so với ma giới sao? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao nhìn Hàn Mộng, sau đó, phi đao trong tay ả ta đột nhiên biến mất. Ở phía xa, sắc mặt Hàn Mộng kia thay đổi, nàng ta vội nói, trận pháp. Vừa dứt lời. Một quầng sáng khổng lồ lóe lên từ trên tường thành. Ầm. Phi đao của Mục Tiểu Đao lập tức bị màng sáng kia ngăn lại, nhưng màng sáng đó trực tiếp nứt vỡ, mà lúc này lại có một phi đao chém đến. Ầm. Màn sáng bảo vệ thành kia tan vỡ, Hàn Mộng còn chưa kịp phản ứng lại thì Mục Tiểu Đao đã trực tiếp xuất hiện trước mặt ả ta, sau đó túm mạnh tóc ả ta đập mạnh vào tường thành. Bịch. Tường thành lập tức nứt vỡ.
gương mặt Hàn Mộng máu me đầm đìa, trực tiếp bị hủy dung. Nhưng cũng không chết. Mục Tiểu Đao đạp một chân lên ngực Hàn Mộng, ả ta cúi nhìn Hàn Mộng, cười nói, ta thấy ngực ngươi cũng không lớn, mà sao lại không có não như vậy nhỉ? Hàn Mộng căm hận nhìn Mục Tiểu Đao, ngươi dám làm ta bị thương, ông ta sẽ không tha cho ngươi. Mục Tiểu Đao lập tức tát một cái. Bốp! Mặt Hàn Mộng lập tức bị đánh đến biến hình. A, à, đồ tiện nhân đáng chết, ngươi dám làm nhục ta. Hàn Mộng đột nhiên gầm lên quát mắng. Mục Tiểu Đao lắc đầu, đối với loài người thì hung hăng như vậy, mà đối với ma nhân thì ngươi lại đê hèn ti tiện như một con chó. Làm người không tốt sao, cứ phải muốn đi làm chó người khác. Hàn Mộng căm hận nhìn Mục Tiểu Đao chằm chằm, không nói gì. Mục Tiểu Đao lại tát một cái. Bốp! Răng trong miệng Hàn Mộng lập tức bị đánh vỡ. Mục Tiểu Đao chớp mắt, nhìn gì mà nhìn, ngươi đứng dậy đánh ta đi. Nói rồi, ả ta lại tát một cái. Bốp! Cả gương mặt Hàn Mộng vặn vẹo không nhìn ra được dáng vẻ gì. Mục Tiểu Đao cười hi hi, ả ta cúi mặt đến trước mặt Hàn Mộng, ngươi đứng dậy đánh ta đi. Ai chà, ta muốn bị đánh thật đấy. Bù! Hàn Mộng lập tức bị chọc tức đến mức phun ra máu. Diệp Huyên ở bên dưới lập tức lắc đầu, Mục Tiểu Đao này cũng đê tiện thật. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhấc Hàn Mộng lên, cười hi hi nói, ai ra, ngươi đánh không được, có tức không vậy? Hàn Mộng nhìn Mục Tiểu Đao chằm chằm tức giận nói, ma nhân tộc sẽ không tha cho ngươi. Bọn họ sẽ không tha cho ngươi. Diệp Huyên ở bên dưới lắc đầu. Nói cô gái này chẳng có khí phách gì cả. Nhưng khi nàng ta đối mặt với Mục Tiểu Đao thì cũng rất bướng, bây giờ vẫn không cầu tha, nhưng ngươi nói nàng ta có khí phách thì khi đối mặt với ma nhân, nàng ta lại như một con chó vậy. Đúng là, dù là ở bất kỳ nơi nào, cũng có những người như vậy, khi đối mặt với người đồng bào mình thì rất kiên cường và tàn nhẫn, nhưng đối mặt với người ngoại tộc thì giống hệt như chó vậy, như thể người ngoại tộc là cha ruột của hắn vậy, chỉ sợ không phục vụ tốt. Rất nhiều người thật sự có nô tính như vậy. Trên tường thành, Mục Tiểu Đao im lặng. Đột nhiên ả ta cảm thấy có chút bi thương. Ả ta không ngờ, một người lại có thể có nô tính đến như vậy. Mục Tiểu Đao không giết Hàn Mộng, ả ta quăng đối phương trên tường thành, sau đó đi xuống. Giết loại người này sẽ làm bẩn đao của ả ta lắm. Dưới tường thành, những cao thủ vây quanh cô bé và Lâm Viêm kia bỗng bị một thanh phi đao xuyên qua cổ, tất cả mọi người đồng loạt ngã xuống đất. Mục Tiểu Đao đi đến bên cạnh Diệp Huyên, ả ta nhìn về phía xa, lúc này, đám người Minh Thương kia đều mang theo vẻ mặt đề phòng. Kiêng dè, thực lực Mục Tiểu Đao vừa thể hiện lúc nãy thực sự quá kinh khủng. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, ta muốn quay về thần đình vũ trụ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Mục Tiểu Đao, quay về. Có thể đưa ta quay về không? Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, người chắc chắn sao? Diệp Huyên vội gật đầu. Mục Tiểu Đao lạnh giọng nói, có thể, người cùng ta quay về, trực tiếp đến tổng bộ thần đình vũ trụ. Diệp Huyên chớp mắt, ý cô là sao? Mục Tiểu Đao bỗng nói, người nói xem. Diệp Huyên đen mặt. Mẹ nó! Nếu bản thân đã đến tổng bộ thần đình vũ trụ, thì còn ra được sao? Mục Tiểu Đao nhìn cô bé và Lâm Viêm phía xa, hai người họ có thể đi cùng ta. Diệp Huyên nhìn Lâm Viêm và cô bé phía xa, hắn vẫy tay, hai người đi đến trước mặt hắn và Mục Tiểu Đao. Diệp Huyên cười nói, hai người các ngươi đi theo Mục cô nương đi. Lâm Viêm gật đầu, được. Cô bé nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh thì sao? Diệp Huyên cười nói, tạm thời ta chưa quay về. Cô bé chần chừ chốc lát rồi nói, huynh thật sự là người sáng lập thần đình vũ trụ sao? Còn nữa, những pháp tắc vũ trụ đó thật sự là do huynh sáng tạo sao? Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, giơ ngón tay cái, chém gió là giỏi thôi. Diệp Huyên cười nhạt, đang định nói thì cô bé nhìn Diệp Huyên, ta tin huynh. Diệp Huyên xấu hổ. Tiểu muội muội à, bản thân ta cũng không tin được mình nữa là. Xem ra, sau này không thể chém gió với cô bé được rồi. Mục Tiểu Đao chợt nói, bây giờ ta phải đi rồi. Ta muốn quay về thần đình vũ trụ nói một chút về tình hình ở đây,
sau đó cho thần đình vũ trụ cử người đến tiếp quản lại nơi này. Nói rồi, ả ta lất ra một viên đá nát kỳ lạ, vừa bóp nát thì một truyền tống trận không gian rộng lớn đã xuất hiện trước mặt. Vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi, mục cô nương, cô không diệt hết mấy người này trước rồi mới đi à? Mục tiểu đao chớp mắt, ta với người thân lắm sao? Diệp Huyên. Lúc này, truyền tống trận đột nhiên khởi động. Diệp Huyên đang định nói thì mục tiểu đao lại lên tiếng, còn nữa, ta muốn nói cho cao thủ của thần đình vũ trụ rằng ngươi ở đây. Ngươi là kẻ bị truy nã, giết chết ngươi sẽ có tiền thưởng cực kỳ nhiều. Diệp Huyên đen mặt, không cần phải tuyệt tình đến vậy chứ. Mục tiểu đao chớp mắt, còn tuyệt tình hơn được nữa. Nói rồi, ả ta đột nhiên lớn tiếng nói, người bảo vệ Diệp, người ở đây giữ bọn họ, ta quay về tìm viện binh, đợi ta đưa người đến thì chúng ta sẽ đổ sát ma giới, thẳng tay chém sạch ma giới. Người nhất định phải kiên trì đấy, người bảo vệ Diệp. Vừa dứt lời, mục tiểu đao khẽ cười, sau đó cùng với Lâm Viêm và cô bé biến mất. Diệp Huyên ở tại chỗ sửng sốt, đầu óc cũng hỗn loạn. Xong rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn. Xung quanh, tất cả ma nhân đều tập trung ánh mắt trên người Diệp Huyên, vẻ mặt những ma nhân này đều tràn ngập sát ý. Vừa nãy bọn họ cũng nghe được, cô gái kia muốn quay về tìm viện binh, sau đó đến đổ giết ma nhân của cả ma giới. Hơn nữa, từ trong lời cô gái này, bọn họ biết được, tên loài người trước mặt này cũng là một người bảo vệ pháp tắc của thần đình vũ trụ. Không chỉ có ma nhân đang nhìn Diệp Huyên, mà những người loài người trên tường thành kia cũng đang nhìn Diệp Huyên, đặc biệt là Hàn Mộng vẫn chưa chết kia, vẻ mặt oán hận của ả ta tựa như là Diệp Huyên sỉ nhục mình vậy. Diệp Huyên đứng tại chỗ do dự chốc lát sau đó nói, nếu ta nói ta không phải là người của thần đình vũ trụ, thì các ngươi tin không? Ở chân trời, Minh Thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người nghĩ bọn ta tin không? Diệp Huyên cạn lời, lần này bị mục tiểu đao hại thảm rồi. Ngay lúc này, Minh Thương kia đột nhiên hung tợn nói, giết chết hắn. Vừa dứt lời, những cao thủ sau lưng hắn ta lập tức lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên không hề chạy. Bởi vì căn bản hắn không chạy được. Nếu tu vi hắn không bị phong ấn, ngự kiếm mà chạy thì còn có thể chạy thoát, mà bây giờ, hắn chỉ có sức lực thân xác, chạy thế nào được. Chỉ có thể chiến. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, siết chặt nắm tay. Lúc này, một cao thủ thiên vị cảnh đã lao đến trước mặt hắn. Diệp Huyên đột nhiên mở bừng hai mắt đánh ra một quyền. Trước mặt Diệp Huyên, không gian run rẩy một hồi, mà bản thân hắn lập tức bay lùi đến dưới tường thành kia. Hắn vừa dừng lại, thì lại một cao thủ khác lại đến trước mặt, cao thủ này trực tiếp đánh một quyền vào đầu hắn. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng hung tợn, hắn đánh mạnh một quyền. Không gian trước mặt hai người lập tức bị nổ tung, Diệp Huyên bay ngược ra, sau đó đập mạnh trên tường thành, cả tường thành đều rung chuyển, cũng may còn có trận pháp, nếu không, e rằng tòa thành này cũng đã sụp đổ. Diệp Huyên vừa đáp đất thì lại có 10 người xông đến trước mặt hắn. Diệp Huyên giận dữ gầm lên, lao về phía trước đánh mạnh một quyền. Đấu trực tiếp. Thế nhưng, hiện tại hắn căn bản không đấu được. Dù sao, thân xác hiện tại của hắn chẳng qua chỉ là quy nhất cảnh, mà những cao thủ trước mặt hắn đa phần đều là thiên vị cảnh. Cũng mau trước đó mục tiểu đao đã giết một vài cao thủ thiên vị cảnh rồi, nếu không hắn cũng không có cơ hội nào. Mà cho dù như vậy, bây giờ hắn cũng phải đối mặt với 6 cao thủ thiên vị cảnh. Quan trọng nhất là, đối phương chọn cách đánh cả nhóm. Nếu là đánh đơn, thì dù hắn đấu với cao thủ thiên vị cảnh cũng không yếu thế. Nhưng vấn đề là đối phương lại là một nhóm. Rất nhanh chóng, Diệp Huyên đã bị đánh dữ dội. Nhưng dựa vào thân xác hùng mạnh, những người kia thoáng chốc cũng không thể đánh chết hắn. Đương nhiên, đây cũng là vì hắn vẫn luôn tránh né những đòn chí mạng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bay lên, mà hắn vừa dừng lại thì đột nhiên hắn lại quay người đánh mạnh một quyền. Nơi quyền hạ xuống, không gian lập tức nứt vỡ. Nhưng hắn vẫn chưa thu quyền, bụng hắn lại lần bị một quyền đánh trúng. Bịch. Diệp Huyên lại bay đi lần nữa, lần này bay ra ngoài cả mấy trăm trượng, cuối cùng rơi mạnh xuống đất, cả mặt đất rung động, sau đó nứt ra. Những cao thủ ma nhân kia không cho hắn cơ hội nào,
mà lại xông lên lần nữa. Diệp Huyên bật nhảy lên, khi hắn vừa nhảy lên thì một thanh trường thương đột nhiên bay đến, đâm thẳng vào giữa mày hắn. Diệp Huyên nghiêng người, lập tức tránh né một thương chí mạng, thế nhưng chưa kịp đợi hắn ra tay, một cao thủ đã trực tiếp đánh một quyền vào bụng hắn. Bịch! Diệp Huyên bay cả người ra ngoài, mà còn chưa rơi xuống đất thì một cao thủ lại lao đến trước mặt hắn. Trên không, Diệp Huyên dùng hai trưởng chặn lại, phòng ngự. Ầm! Diệp Huyên lập tức một đánh mạnh bởi một sức mạnh kinh người, cả người rơi xuống từ trên không, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Ầm! Diệp Huyên vừa rơi xuống đất, thì vị trí hắn rơi xuống đã biến thành một cái hố lớn. Mà xung quanh, từng luồng sức mạnh kinh khủng liên tục đánh mạnh về phía hắn. Trên mặt đất, Diệp Huyên tránh né liên hồi, thoát khỏi những đòn tấn công đó. Ngay lúc này, Minh Thương kia đột nhiên biến mất, ở phía xa, con người Diệp Huyên chợt co lại, hắn đánh mạnh một quyền này trực tiếp đánh vào một nắm đấm khác. Ầm! Không gian trước mặt đột nhiên biến thành một vùng tối đen, cả người hắn thoáng chốc bay đi, vừa bay đã bay ra cả nghìn trượng. Sau khi hắn rơi xuống đất, thân thể Diệp Huyên lập tức rạn nứt, máu tươi đầm đìa. Những ma nhân xung quanh muốn ra tay, Minh Thương đột nhiên ngăn bọn họ, hắn ta nhìn Diệp Huyên đang quỳ rạp dưới đất ở phía xa, châm chọc, chỉ vậy thôi. Diệp Huyên ở phía xa chống hai tay dưới đất, trong miệng máu tươi chảy không ngừng. Sức mạnh. Diệp Huyên nhìn chằm chằm mặt đất. Tu vi bị phong ấn. Hắn rất muốn dùng kiếm, chỉ cần dùng kiếm thì hắn có thể giết sạch mọi người ở đây. Nhưng, tu vi hắn bị phong ấn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên nhíu chặt mày. Tu vi bị phong ấn thì không thể dùng kiếm sao? Bản thân hắn là phàm kiếm mà. Phàm là gì? Phàm là thật. Không có kiếm, bản thân không phải là kiếm tu rồi sao? Kiếm tu, không phải có kiếm mới là kiếm tu. Kiếm tu kiếm, hay là tâm? Đương nhiên là tu tâm. Tâm có, thì kiếm có. Nghĩ như vậy. Đột nhiên, một luồng kiếm ý kinh người bỗng trào dâng từ trong người Diệp Huyên. Sau khi kiếm ý xuất hiện, cả người Diệp Huyên cũng run rẩy, tu vi của hắn cũng mau chóng khôi phục. Mà trong tay hắn, một thanh kiếm đang lặng lẽ ngưng tụ thành. Kiếm tâm, kiếm tu tâm, trong tâm có kiếm, thì vạn vật là kiếm. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, hắn siết chặt kiếm trong tay hắn vốn không tồn tại, bởi vì đây là kiếm tâm do hắn huyễn hóa ra. Kiếm. Hắn nhớ đến lời kiếm tu đại ca từng nói với hắn, dùng tâm ngự kiếm. Tâm nghĩ, kiếm tới. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên chém ra một kiếm. Bù. Ở phía xa, đầu một cao thủ thiên vị cảnh lập tức bay đi. Ma nhân khác cũng định thần lại. Khi đám ma nhân định thần lại thì lại thêm một cao thủ thiên vị cảnh bay đầu. Thấy vậy, sắc mặt những cao thủ thiên vị cảnh kia đều thay đổi. Một ông lão ma nhân trong đó sợ hãi nhìn Diệp Huyên, run giọng nói, ngươi là trên phàm kiếm. Trên phàm kiếm. Diệp Huyên ở phía xa khẽ nhắm mắt lại. Trên phàm kiếm. Không sai. Hiện tại hắn chính là trên phàm kiếm. Hắn không biết trên phàm kiếm là cảnh giới gì, nhưng hắn biết, hiện tại hắn đã vượt qua phàm kiếm rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không nhịn được đột nhiên cười lớn. Lúc này, đám người trước mặt hắn giống như đám kiến vậy. Diệp Huyên đang định chém tiếp, thì lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên tiếng kiếm. Kiếm khí mà người đàn ông mặc thanh sam để lại trong người hắn. Diệp Huyên sững người, sau đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, chớp mắt, kiếm tâm trong tay hắn lập tức biến mất, đồng thời, tu vi hắn lại bị phong ấn lần nữa. Diệp Huyên ngơ ngác, sau đó muốn phá vỡ phong ấn lần nữa, thế nhưng, căn bản không có tác dụng. Cho dù hắn vượt qua phàm kiếm nhưng cũng không phá bỏ được phong ấn của khí kiếm này. Diệp Huyên đột nhiên trùng lòng, lập tức quỳ xuống đất, hai tay chống đất, khóc lớn, trời ơi đất hỡi. Nào có cha nào lại chơi con trai như vậy chứ? Ngươi là muốn chơi chết ta mà. Trời ạ, Trên phàm cảnh. Cảm giác hiện tại của Diệp Huyên là gì? Chính là giống như khi hai người vào động phòng,
đã sắp lên đến cao trào thì đột nhiên lại mềm nhũn. Mềm rồi. Hiện tại Diệp Huyên thực sự tủi thân nha. Lần này hắn là hắn dựa vào bản lĩnh của mình vượt qua phàm cảnh đấy. Dựa vào đâu mà phong ấn bản thân? Dựa vào đâu? Mẹ nó không có thiên lý gì cả. Diệp Huyên oan ức muốn khóc, người cha này. Ở phía xa, những ma nhân kia cũng ngây người. Tên loài người này sao vậy? Không thể không nói, lúc này đám người Minh Thương cũng có chút e sợ Diệp Huyên. Vừa nãy hắn tùy ý chém hai kiếm đã giết chết hai cao thủ thiên vị cảnh rồi. Trên cả phàm kiếm. Đây không chỉ kinh khủng bình thường. Đừng nói là trên phàm kiếm, mà đến phàm kiếm thôi cũng đã rất kinh khủng rồi. Phải biết là cô gái lấy phi đao vừa nãy cũng chỉ mới là đỉnh cao phàm cảnh thôi mà nàng ta đã có thể dễ dàng giết chết cao thủ thiên vị cảnh rồi, còn trên phàm kiếm. Lúc này... Một ông lão bên cạnh Minh Thương đột nhiên trầm giọng nói, thiếu giới chủ, giúp trước. Minh Thương nhìn chằm chằm Diệp Huyên đang quỳ rạp trên đất phía xa, không biết đang nghĩ gì. Ông lão kia lại nói, thiếu giới chủ, người này chắc chắn không phải người thường, hắn là trên phàm kiếm, chúng ta không phải đối thủ. Ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn Minh Thương, nhếch miệng khẽ cười có chút quỷ dị. Thấy vậy. Sắc mặt thiếu giới chủ kia chợt thay đổi, không do dự mà quay người rời đi. Những cao thủ ma nhân khác cũng đồng loạt rời khỏi đó. Minh Thương không nghi ngờ Diệp Huyên, bởi vì trước đó hơi thở kiếm đạo trên người Diệp Huyên đã khiến hắn ta e sợ. Luồng hơi thở đó sẽ không lừa người. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, đứng lại. Đứng lại. Lời này vừa thốt ra, Minh Thương kia lập tức dừng lại. Những cao thủ ma nhân khác cũng đều dừng lại. Minh Thương quay người nhìn Diệp Huyên, lúc này Diệp Huyên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, tư thái của kẻ mạnh không lẫn vào đâu được. Minh Thương do dự chốc lát rồi nói, ngươi. Diệp Huyên nhìn Minh Thương, muốn sống không? Muốn sống không? Lời này vừa nói, vẻ mặt Minh Thương lập tức thay đổi, hắn ta vội nói, các hạ, phụ thân ta chính là thiếu giới chủ ma giới này. Diệp Huyên theo bản năng nói, người biết cha ta là ai không? Nói xong, hắn lại càng hối hận. Mẹ nó! Người đàn ông mặc thanh sam, hẳn là có rất ít người biết. Minh Thương nhìn Diệp Huyên, đang định hỏi thì Diệp Huyên đột nhiên chỉ vào Hàn Mộng trên tường thành, ta nhìn cô gái này rất khó chịu. Nghe vậy, Minh Thương sững người, sau đó, hắn ta lập tức nắm lấy tay phải, Hàn Mộng kia trực tiếp rơi vào trong tay hắn ta. Hàn Mộng kinh sợ nhìn Minh Thương, thiếu giới chủ. Minh Thương cũng chẳng nhìn nàng ta mà nhìn sang Diệp Huyên, các hạ, người muốn nàng ta chết thế nào? Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, khiến nàng ta muốn chết cũng không được. Minh Thương ngây người, sau đó nói, hiểu rồi. Nói xong, hắn ta nhìn Hàn Mộng trong tay, Hàn Mộng kia cầu xin nói, thiếu giới chủ, xin tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho thiếu giới chủ. Minh Thương khẽ nhếch miệng châm chọc, ngươi xứng sao? Vừa dứt lời, hắn ta ném Hàn Mộng xuống, Hàn Mộng bị nện vào trên tường thành phía xa, tiếp đó, một ngọn lửa đột nhiên bao vây lấy Hàn Mộng. A! À! Trong sân, tiếng kêu rên thảm thiết bỗng vang vọng. Ngọn lửa đó chưa trực tiếp thiêu chết Hàn Mộng mà cứ từng chút một xâm lấn cơ thể Hàn Mộng. Minh Thương nhìn Diệp Huyên, hắn ta do dự chốc lát, sau đó nói, được rồi chứ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cút đi. Minh Thương không chần chừ quay người chạy đi. Rất nhanh sau đó, một đám cao thủ ma nhân cũng biến mất nơi chân trời. Lúc này, Hàn Mộng kia đột nhiên nhìn Diệp Huyên, oán giận nói, loài người. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ chết không yên, ngươi chết không yên đâu. Diệp Huyên nhìn Hàn Mộng kia, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không chịu hiểu. Ngươi nịnh nọt người khác như vậy, nhưng trong mắt người ta... Ngay cả chó ngươi cũng không bằng. Làm người không tốt sao? Hàn Mộng giống giận, người chết không yên, người chết không yên. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó quay người lại với Hàn Mộng, lắc mông cười nói, lão tử không chết đấy, tức chết mẹ ngươi. Nói xong, hắn còn cố ý đánh cả giám. Phù. Trên tường thành, Hàn Mộng kia lập tức phun ra máu từ miệng, sau đó cơ thể run rẩy từng đợt, không lâu sau. Cơ thể hoàn toàn không còn động đậy gì nữa. Trực tiếp bị tức chết rồi. Nhưng hai mắt nàng ta vẫn mở to,
vẫn nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên không quan tâm đến Hàn Mộng, hắn mau chóng biến mất về nơi xa. Hiện tại tu vi của hắn đã bị phong ấn, nếu đám người Minh Thương kia quay lại, thì xem như xong rồi. Một nơi nào đó trên bầu trời, Minh Thương đột nhiên dừng lại, hắn ta nhíu mày, không đúng. Một ông lão bên cạnh hắn ta hỏi, sao vậy? Minh Thương nheo hai mắt, tại sao hắn lại thả chúng ta đi? Nghe vậy, đám cao thủ ma nhân cũng nhíu chặt mày. Đúng vậy. Tên loài người kia sao lại thả đám người họ đi chứ? Minh Thương trầm giọng nói, chúng ta bị lừa rồi. Một ông lão ma nhân lắc đầu, nhưng trước đó hắn tùy tiện cũng giết chết được hai cao thủ thiên vị cảnh, hơn nữa, hơi thở đó, rõ ràng đã vượt qua cô gái cầm phi đao kia. Minh Thương lắc đầu, nếu hắn thật sự trên phàm cảnh, thì hắn không thể thả chúng ta đi. Mà hắn lại thả chúng ta đi thì chỉ có một khả năng, chính là hiện tại hắn không phải trên phàm cảnh. Ông lão do dự rồi nói, quay lại. Minh Thương quay đầu nhìn chân trời. Nếu hắn còn ở nơi đó thì chứng minh hắn thật sự không sợ hãi, đã đạt đến phàm cảnh, nếu hắn đã không còn. Nói rồi, vẻ mặt hắn ta u ám hơn, đi. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất. Trong sân, một đám cao thủ ma nhân cũng biến mất theo. Ngay sau đó, đám người Minh Thương đã xuất hiện ở trước thành nhân tộc, mà lúc này, Diệp Huyên đã không thấy đâu. Thấy vậy, sắc mặt Minh Thương lập tức trở nên hung tợn, dám lừa ta. Sắc mặt cả đám cao thủ ma nhân cũng trở nên khó coi. Một đám người bọn họ vậy mà lại bị lừa. Minh Thương đột nhiên trầm giọng nói, chắc chắn hắn không thể trên phàm cảnh. Trước đó sở dĩ hắn có thể diệt gọn hai cao thủ thiên vị cảnh, nhất định là đã dùng thần thông hoặc bảo vật gì đó. Nói rồi, hắn ta quét mắt nhìn xung quanh, tức giận nói, lập tức đi tìm. Bằng mọi giá tìm cho ra hắn. Nghe vậy, những cao thủ ma nhân kia đồng loạt lui xuống. Lần này, nếu không giết được Diệp Huyên thì ma nhân giới thật sự mất mặt. Nhất là Minh Thương hắn ta. Thân là thiếu giới chủ ma giới mà lại bị một tên loài người bỡn cợt, chuyện này mà truyền ra ngoài, không đúng, có thể đã truyền ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Minh Thương lập tức trở nên hung dữ hơn. Ngay sau đó, ma giới gần như đã huy động toàn bộ cao thủ tìm kiếm Diệp Huyên. Mà bởi vì đám người Diệp Huyên chưa chết nên những ma nhân của cả ma giới đều kích động. Không lâu sau, gần như là ma nhân của cả ma giới đều tìm Diệp Huyên. Mà lần này, ma giới đoàn kết hơn bao giờ hết. Một nơi nào đó trên dãy núi, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên đất, hắn mở lòng bàn tay, muốn huyễn hóa ra kiếm tâm, thế nhưng mỗi khi sắp thành công thì đều bị luồng khí kiếm kia trong cơ thể trấn áp. Luồng khí kiếm đó không chỉ trấn áp tu vi cảnh giới của hắn, mà còn trấn áp cả tu vi kiếm đạo của hắn. Diệp Huyên nhìn lòng bàn tay mình, rơi vào trầm mặc. Người đàn ông mặc áo xanh đưa hắn đến nơi này, chắc chắn không đơn giản như vậy. Đối phương muốn rèn luyện kiếm đạo bản thân sao? Nếu là vậy thì sau khi hắn đột phát kiếm phàm, phong ấn kia có lẽ là được hóa giải. Thế nhưng lại không có. Cũng có nghĩa là, rèn luyện kiếm đạo bản thân có thể chỉ là một trong số đó, nhất định còn có mục đích khác. Rèn luyện thân xác bản thân. Diệp Huyên nhìn thân thể mình, thật ra, hiện tại vết thương của hắn cũng khá nghiêm trọng, bởi vì hắn không có tử khí và huyết mạch bất tử, tốc độ khôi phục lần này có thể nói là chậm như rùa. Nhưng hắn phát hiện, thân xác bản thân dường như lại có chút thay đổi. Trở nên chịu đòn được hơn. Cảm nhận được chuyện này, sắc mặt Diệp Huyên bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên bắt đầu nhớ lại trận chiến trước đây. Không thể không nói, lúc trước mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn nhất là đột phá được phàm cảnh. Nếu bây giờ phong ấn trong cơ thể hắn biến mất, huyết mạch phong ma và huyết mạch bất tử cũng được kích hoạt, thì với thực lực hiện tại của hắn có lẽ hoàn toàn có thể đánh được mục tiểu đao rồi. Đáng tiếc, luồng khí kiếm kia quá kinh khủng, cho dù đạt đến trên phàm kiếm cũng không thể phá bỏ được phong ấn của khí kiếm kia. Chỉ là một luồng khí kiếm thôi mà. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Hắn biết, giữa hắn và tam kiếm là một khoảng cách không nhỏ. Không nghĩ ngợi gì thêm, Diệp Huyên nhìn thân xác mình, hắn biết, trong lúc tu vi và tu vi kiếm đạo bị phong ấn,
hắn nhất định phải nâng cao thân xác, mà muốn nâng cao thân xác thì nhất định phải có huyết mạch yêu thú hùng mạnh. Chịu đánh để nâng cao thân xác? Không phải không thể. Sợ rằng ít nhất trăm năm nữa cũng không thể nâng cao được, hơn nữa, hiện tại hắn còn không có huyết mạch bất tử và tử khí, nếu đi chịu đòn thì có thể thật sự bị đánh đến chết mất. Muốn nâng cao thân xác, phải thả tiểu tháp ra. Thả tiểu tháp ra thế nào đây? Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn cảm nhận được tiểu tháp, nhưng căn bản không cảm nhận được, đừng nói là tiểu tháp, mà ngay cả tháp giới ngục cũng không cảm nhận được. Như nghĩ đến gì đó, đột nhiên Diệp Huyên đứng dậy. Người đàn ông mặc áo xanh đưa hắn đến đây, có ý gì? Có nghĩ người đàn ông mặc áo xanh chắc chắn từng đến ma vực này, mà người đàn ông mặc áo xanh từng đến ma vực thì tên nhóc màu trắng kia chắc chắn cũng đến ma vực. Tên nhóc màu trắng đến ma vực, chắc chắn có để lại hộp. Hộp. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên phấn khích. Tìm được hộp kia thì có thể tìm được tên nhóc màu trắng. Mà tên nhóc màu trắng chắc chắn có thể đưa tiểu tháp ra, thậm chí là phá vỡ phong ấn trên người mình. Bởi vì khí kiếm trong người hắn chắn chắn sẽ nể mặt tên nhóc màu trắng. Tìm hộp. Diệp Huyên lập tức đứng lại, thế nhưng ngay sau đó, vẻ phấn khích trên mặt hắn dần biến mất. Bởi vì nơi này hắn không biết rõ, làm sao tìm được hộp. Đặc biệt nơi này lại còn thù hằn loài người như vậy, đừng nói là tìm hộp, bản thân hắn vừa ra ngoài. Sợ rằng đã là kẻ địch ở đây rồi. Ngay lúc này, không gian trên đầu Diệp Huyên bỗng nứt ra, tiếp đó, một luồng sức mạnh thần bí lẳng lặng xuất hiện. Diệp Huyên ngây người, sau đó, sắc mặt hắn bỗng đổi hẳn, bởi vì xung quanh hắn lại xuất hiện vô số sợi tơ đỏ. Nguyên nhân tai ách. Ngay sau khi những sợi tơ đỏ xuất hiện, trên trời đột nhiên mây đen che kín, sấm sét chớp nhoáng. Tai ách chi kiếp cộng thêm thiên kiếp. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, cha ruột, cha lại không chỉ còn cách ngăn chặn pháp tắc tai ách. Nói rồi, hắn quay người muốn chạy vừa gào, lão tử muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngươi. Đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chạy. Diệp Huyên biết rất rõ thực lực hiện tại của mình, hắn hiện tại căn bản không thể chống lại tai ách chi kiếp này. Chỉ có thể chạy. Nhưng mà... hắn căn bản chạy không thể chạy thoát khỏi tai ách chi kiếp và thiên kiếp. Xoẹt. Một tia chớp đột nhiên đánh thẳng xuống từ trên đầu Diệp Huyên, vô cùng nhanh. Diệp Huyên lập tức biến sắc, tung người nhảy, hắn mới vừa nhảy lên, mặt đất phía sau cách hắn 100 trượng trực tiếp biến thành một cái hố sâu cực lớn. Cả mặt đất bị tai ách chi kiếp đánh trúng, bắt đầu nổ tung từng tầng một. Diệp Huyên không dám quay đầu lại, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nhưng mà, mặc kệ hắn chạy như thế nào, cũng không thể thoát khỏi tai ách chi kiếp và thiên kiếp kia. Tai ách chi kiếp và thiên kiếp bám theo hắn giống như ròi ở trong xương. Chỉ chốc lát, cả dãy núi đều đã hóa thành một mảnh cho tàn dưới sự oanh tạc của tai ách chi kiếp. Mà Diệp Huyên thì cực kỳ thảm. Trốn đông trốn tây. Hắn căn bản không dám đối đầu với tai ách chi kiếp, đừng nói hắn hiện tại, cho dù hắn không bị phong ấn tu vi. Sợ rằng cũng không chắc sẽ đấu lại nổi, huống chi là hiện tại. Một tia lôi điện là có thể khiến hắn thần hồn câu diệt. Diệp Huyên vừa chạy vừa ôm ngực, đại ca, có thể thương lượng một chút được không, để ta khôi phục chút thực lực trước đã. Kiếm khí không đáp lại. Diệp Huyên tức giận nói, lão tử sắp bị đánh chết rồi. Kiếm khí vẫn như trước không đáp lại. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức tối sầm xuống. Mẹ nó, đây là một chút thương lượng cũng không thể à. Diệp Huyên càng nghĩ càng tức. Lão tử dựa vào bản lĩnh đạt được cấp độ trên phàm kiếm, dựa vào cái gì mà phong ấn ta? Dựa vào cái gì? Thật bực mình. Diệp Huyên tức đến đau, trứng, hai bên đều đau. Đúng lúc này, trước mặt Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên xuất hiện mười mấy ma nhân, trong đó còn có ba cao thủ thiên vị cảnh. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, mười mấy ma nhân này lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó, mười mấy ma nhân kia kinh hoàng biến sắc, bởi vì trên đỉnh đầu Diệp Huyên, thỉnh thoảng lại có lôi điện đánh xuống. Đây là lôi điện gì? Trong mắt mười mấy người tràn ngập sự kiêng dè. Đúng lúc này, Diệp Huyên cũng phát hiện mười mấy ma nhân kia, không chút do dự, hắn xông thẳng đến chỗ mười mấy ma nhân. Nhìn thấy Diệp Huyên xông tới,
sắc mặt mười mấy ma nhân kia thay đổi rõ rệt, đều lùi về sau, mà lúc này, Diệp Huyên đã xông đến trước mặt bọn họ, một mảnh lôi quang vừa vặn đánh xuống. Ầm. Trong phút chốc, hơn 10 người trực tiếp hóa thành cho tàn. Chỉ có Diệp Huyên và ba cao thủ thiên vị cảnh còn sống. Sau khi sống sót, ba cao thủ thiên vị cảnh kia điên cuồng bỏ chạy về phía xa, mà Diệp Huyên thì vội vàng đuổi theo. Thấy vậy, gã cao thủ thiên vị cảnh cầm đầu tức giận nói cút đi. Diệp Huyên cười ha ha, mọi người cùng chơi. Cao thủ thiên vị cảnh đột nhiên dừng lại, hắn đâm mạnh lưỡi lê ra, một lực lượng mạnh mẽ ép Diệp Huyên dừng lại, cùng lúc đó, một đạo huyết lôi đột nhiên đánh xuống. Diệp Huyên biến sắc, hai cánh tay giơ lên chống đỡ. Cứng rắn đối kháng. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứng rắn đối kháng. Huyết lôi đánh xuống, lực lượng của cao thủ thiên vị cảnh lập tức vỡ tan, mà Diệp Huyên cũng bị huyết lôi đánh trúng, trực tiếp bị đập rơi từ không trung xuống mặt đất phía dưới. Nhưng, cao thủ thiên vị cảnh kia cũng trực tiếp bị huyết lôi kia đánh trúng, cả người bay ngược ra sau. Trong lòng đất phía dưới, Diệp Huyên đột nhiên nhảy ra, giờ phút này, cơ thể hắn da chóc thịt bong, đặc biệt là hai cánh tay, xương cốt hai tay đều bị lộ ra ngoài. Lôi điện vừa rồi thiếu chút nữa đã hủy diệt cả cơ thể hắn. Mà lúc này, phía chân trời lại xuất hiện một đạo huyết lôi, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, xoay người bỏ chạy. Và hắn vẫn là xông về phía ba cao thủ thiên vị cảnh kia. Cho dù chết, cũng muốn kéo theo mấy người chết cùng. Ba cao thủ thiên vị cảnh kia nhìn thấy Diệp Huyên lại xông đến, sắc mặt lập tức thay đổi, mẹ nó, người này điên rồi sao? Ba người cũng không dám cứng rắn đối kháng lại huyết lôi kia, xoay người bỏ chạy. Cứ như vậy, ba người chạy, một người đuổi, một đường huyết quang kèm tia chớp, rất kích thích. Giờ phút này Diệp Huyên cũng là không có cách nào. Hắn thật sự không có cách nào đối kháng với tai ách chi kiếp này, không có huyết mạch chi lực, không thể dùng kiếm, làm sao đối kháng. Bây giờ hắn chỉ muốn kéo thêm mấy người chết cùng. Có thể kéo thêm một người là một người. Nếu ba cao thủ thiên vị cảnh dừng lại, thật ra có thể đồng quy vu tận với Diệp Huyên, chỉ cần để lại một người là được, nhưng hiển nhiên, cả ba đều không muốn chết, bởi vậy, liều mạng chạy trốn. Tốc độ của ba người nhanh hơn Diệp Huyên, bởi vậy, ba người dần dần kéo xa khoảng cách với Diệp Huyên. Diệp Huyên thấy ba người biến mất ở phía xa, không nhịn được mắng một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn đi, phía chân trời, lại là một đạo huyết lôi đánh xuống. Diệp Huyên vội vàng nhảy vọt lên, hắn mới vừa nhảy đi, thần lôi đánh trực tiếp vào chỗ hắn vừa đứng, vị trí kia trực tiếp biến thành một vực sâu cực lớn. Diệp Huyên lại nhảy, biến mất ở xa xa. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Huyên âm trầm, hắn biết, cứ tiếp tục như vậy là không được, bởi vì thể lực của hắn bị tiêu hao rất lớn, cộng thêm lúc nãy bị thần lôi đánh trúng, cơ thể đã bị phá hư, bây giờ hắn cần chữa thương. Cứ tiếp tục như vậy. Nhiều nhất nửa canh giờ, hắn có thể sẽ chết dưới thần lôi này. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Diệp Huyên càng ngày càng khó coi, người đàn ông áo xanh phong ấn tu vi của hắn, lại không giúp ngăn cản pháp tắc tai ách, đây là muốn chơi chết ta à? Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn dừng lại, mở lòng bàn tay ra, ở trong tay hắn, một ý chí vô hình đột nhiên xuất hiện. Ý chí kiếm đạo. Đây là ý chí kiếm đạo của người đàn ông áo xanh. Hắn có được lúc trước khi ở kiếm vực, hắn đã từng qua một lần, nhưng sau khi dùng một lần, ý chí kiếm đạo này liền chìm vào ngủ say. Mà trải qua thời gian tu dưỡng lâu như vậy, ý chí kiếm đạo này đã khôi phục. Đây là phương pháp bảo toàn sinh mạng duy nhất của hắn. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đi, huyết lôi lại đánh xuống, Diệp Huyên lật nhẹ lòng bàn tay, ý chí kiếm đạo kia đột nhiên phóng lên cao. Phía chân trời. Thần lôi kia lập tức bị phá vỡ, ý chí kiếm đạo đi thẳng vào chỗ sâu trong tinh không, rất nhanh. Tại nơi sâu trong tinh không kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, cả tinh không xuất hiện một lốc xoáy màu đen. Diệp Huyên nhìn chỗ sâu trong tinh không, hắn không cảm nhận được ý chí kiếm đạo kia nữa. Mất rồi. Mà bên trong tinh không, đám mây màu máu kia cũng dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Hắn biết, tai ách chi kiếp đã không bị tiêu diệt, đối phương có thể chỉ là bị ý chí kiếm đạo làm bị thương nặng mà thôi.
hắn nhất định phải khôi phục tu vi trong khoảng thời gian này. Với cảnh giới vượt qua phàm cảnh bây giờ của hắn, nếu có thể khôi phục tu vi, nhất định có thể đối đầu trực diện với tai ách chi kiếp. Không bao lâu, Diệp Huyên đã biến mất trong dãy núi mênh mông. Chấm chấm chấm. Ma nhân giới, Ma Đô. Nơi đây là nơi phồn hoa nhất của ma giới, cũng là nơi nhiều cao thủ nhất ma giới. Mà Diệp Huyên đã lẩn vào Ma Đô. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hiện tại ma nhân tìm hắn khắp nơi, đám ma nhân này khẳng định không thể ngờ hắn sẽ đến Ma Đô. Lần này, hắn không quang minh chính đại vào Ma Đô, mà mặc một trường bào màu đen rộng thùng thình để ẩn mình. Ma Đô rất phồn hoa, không hề kém loài người chút nào, rất hiển nhiên, ma nhân ở ma vực này cũng có văn hóa của riêng bọn họ. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, hắn bước nhanh biến mất ở cuối ngã tư đường. Sau khi Diệp Huyên thăm dò một lượt ở trong thành, hắn lặng lẽ đi tới một điện đọc sách tại Ma Đô, điện đọc sách này chỉ là một vài sách cổ bình thường, bởi vậy, không hề có cao thủ canh giữ. Sau bước vào điện đọc sách, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng lật xem những sách cổ trong này. Hắn phải hiểu rõ về lịch sử và văn hóa của cả ma vực này trước, mới có thể sinh tồn một cách tốt hơn ở nơi này, đồng thời, hắn cũng muốn xem có thể tìm thấy chuyện liên quan đến người đàn ông áo xanh hay không. Sau khi xem khoảng nửa canh giờ, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ phía sau Diệp Huyên, hắn quay đầu, ở trước mặt hắn, là một cô gái ma nhân. Cô gái nhìn khá nhỏ tuổi, chỉ 16-17 tuổi, đôi mắt rất to, trông rất đáng yêu. Cô gái ma nhân nhìn thấy Diệp Huyên, cười nói, người cũng thích đọc sách. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái ma nhân lập tức trở nên hứng thú, người thích đọc loại sách gì? Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói, lịch sử. Cô gái ma nhân chớp chớp mắt, ngươi không phải ma nhân, đúng không? Khuôn mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cô gái ma nhân nhìn đánh giá Diệp Huyên, sau đó nói, sách cổ trong tay ngươi là một quyển sách lịch sử cơ bản, nếu ngươi là ma nhân, không thể không biết lịch sử cơ bản của tộc ma nhân. Còn nữa, ngươi mặc áo bào đen, không thể nhìn ra bộ mặt thật sự của ngươi. Nói cách khác, ngươi rất có thể là sợ người khác nhìn thấy bộ mặt thật sự của ngươi. Ngươi có phải là gã loài người tên Diệp Huyên kia không? Mẹ kiếp! Diệp Huyên không nhịn được chửi thề, cô gái này là thần tiên sao? Cô gái ma nhân cười hì hì, chắc chắn là ngươi rồi. Bởi vì khi ta nói ra tên ngươi, tay ngươi không kìm nén nổi mà siết chặt quyển sách trên tay, ngươi đây là một phản ứng tâm lý theo bản năng. Nói xong, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhẹ nhàng cởi bỏ mũ của Diệp Huyên. Khi nhìn thấy Diệp Huyên, cô gái ma nhân nhất thời hưng phấn nói, người thật sự là người tên Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cô gái ma nhân, người không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Cô gái ma nhân lắc đầu, người không phải một người xấu. Diệp Huyên cười nói, vì sao? Cô gái ma nhân cười nói, bởi vì lúc trước ngươi đã bảo vệ rất nhiều người, một người tội ác tày trời sẽ không bảo vệ người khác, lại càng không vì người khác khiến bản thân rơi vào đường cùng. Cho nên, ngươi sẽ không giết ta. Diệp Huyên mỉm cười, nhưng ngươi là ma nhân, còn ta là loài người. Cô gái ma nhân hỏi lại, ma nhân thì toàn bộ đều là người xấu hay sao? Diệp Huyên không nói gì. Cô gái ma nhân lại nói, ngươi muốn hiểu về lịch sử của ma nhân, rất hiển nhiên, ngươi không phải loài người ở ma vực, ngươi là từ bên ngoài tới. Vũ trụ cửu duy hay là thiên vực xa xôi? Nói xong. Nàng ta suy nghĩ, sau đó lại nói, ngươi hẳn là đến từ vũ trụ cửu duy, bởi vì thiên vực là nơi thuộc kiểm soát của người chấp pháp vũ trụ, mà ngươi, rõ ràng không cùng một phe với pháp tắc vũ trụ. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó hỏi, vì sao? Cô gái ma nhân cười nói, cô gái đi cùng ngươi lúc trước là người bảo vệ vũ trụ, mà nàng ta rời đi, nhưng ngươi lại không đi, vì cái gì? Rất đơn giản, các ngươi không phải cùng một phe. Hơn nữa. Theo ta được biết, khi nàng ta rời đi, còn cố ý giá họa cho ngươi. Cho nên, ngươi hẳn là đến từ vũ trụ cửu duy, hơn nữa, ngươi có thể có thù oán với thần đình vũ trụ. Mà ngươi, chắc chắn không phải người bình thường, bởi vì ngoại trừ người bảo vệ vũ trụ, thế lực khác căn bản không thể đi vào nơi này, cho dù là bất tử đế tộc hùng mạnh của vũ trụ cửu duy kia, mà ngươi lại đến được đây. Rất hiển nhiên, có cao thủ tuyệt thế đưa ngươi đến,
mà thực lực của vị cao thủ tuyệt thế này khẳng định là vô cùng khủng bố, ít nhất. Nói xong, nàng ta lắc đầu, không thể tính ra. Diệp Huyên, cô gái ma nhân lại nói, cơ thể ngươi rất mạnh, nhưng một chút tu vi cũng không có, điều này rất không bình thường, nói cách khác, tu vi của ngươi có thể đã bị phong ấn. Nói như vậy, ngươi rất có thể là bị vị cao thủ tuyệt thế kia đưa đến để rèn luyện. Chấm, nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhếch miệng cười, những điều ta vừa nói đều là do ta đoán, ngươi có thể nói cho ta biết ta đoán đúng bao nhiêu không? Diệp Huyên, trong điện đọc sách yên tĩnh không tiếng động. Trong lòng Diệp Huyên lúc này có hơi khiếp sợ, cô gái ma nhân trước mặt rốt cuộc là ai? Diệp Huyên không hỏi câu này, mà cười nói, ngươi biết những chuyện xảy ra trước thành của loài người, rất hiển nhiên, ngươi không phải người bình thường. Mà có thể xác định, ngươi hẳn là không có quan hệ gì với ma giới, bởi vì nếu ngươi là ma giới, ngươi sẽ không để ma giới nhằm vào ta và vị của thần đình vũ trụ kia. Mà ngươi không có ánh nhìn thù hằn với loài người, có hai nguyên nhân, thứ nhất, ngươi rất có thể cũng là từ bên ngoài đến, hoặc là nói, ngươi từng đi ra bên ngoài, biết về thế giới bên ngoài, nguyên nhân thứ hai, ngươi có tấm lòng lương thiện. Nhưng mà, ta cảm thấy hẳn là nguyên nhân thứ nhất. Nói xong, hắn ngồi vào một bên, cười nói, sở dĩ ngươi có thể tìm được ta, chắc chắn là đã đoán chúng, việc cấp bách bây giờ của ta là muốn hiểu rõ về lịch sử của ma vực, cho nên, nếu ta đoán không nhầm, trước khi ngươi đến điện đọc sách này, chắc chắn cũng đã đi đến những điện đọc sách khác, đúng không? Cô gái ma nhân ngồi xuống trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nói, ta quả thật từng đi ra bên ngoài, cũng hiểu biết về bất tử đế tộc và thần đình vũ trụ. Về phần có thể tìm được ngươi, cũng quả thật như lời ngươi nói. Diệp Huyên nhún vai, cô nương tới tìm ta, khẳng định là có việc gì đúng không? Cô gái ma nhân chớp chớp mắt, nếu không, ngươi lại thử đoán xem. Diệp Huyên nhìn cô gái ma nhân, ta không thích khoe khoang trí thông minh. Trực tiếp một chút, không tốt sao? Cô gái ma nhân cười nói, được. Diệp Huyên gật gật đầu, nói đi. Cô gái ma nhân cũng lắc đầu cười, không vội. Nào, trước tiên nói về việc ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể nói xem ngươi muốn sự trợ giúp như thế nào. Đương nhiên, nếu là muốn ta giúp ngươi phá bỏ phong ấn trong cơ thể, thì ta không làm được. Trừ điều đó ra, ngươi có thể đề ra bất kỳ yêu cầu nào. Diệp Huyên nhìn cô gái ma nhân, diệt ma giới. Cô gái ma nhân trừng mắt, ngươi nghiêm túc sao? Diệp Huyên cười nói, có thể làm được không? Cô gái ma nhân nhếch miệng cười, có thể. Diệp Huyên nhìn cô gái ma nhân, không nói gì. Cô gái ma nhân cười nói, nếu ngươi đã xác định, trong vòng một canh giờ, ta có thể khiến cho toàn bộ cao thủ từ quy nhất cảnh trở lên ở đế đô ma giới đều biến mất. Diệp Huyên khẽ cười nói, xem ra, ta đã gặp được một đại lão. Cô gái ma nhân mỉm cười, rất rõ ràng, ngươi có yêu cầu khác. Diệp Huyên bỗng nhiên nói, không bằng nói xem ta có thể giúp gì cho ngươi trước đi. Cô gái ma nhân vội vàng lắc đầu, ngươi là khách, vẫn là nói về yêu cầu của ngươi trước đi. Diệp Huyên nhìn cô gái ma nhân một hồi, sau đó nói, được. Ta muốn tìm một kiếm tu rất mạnh, đối phương có thể vào mấy vạn năm trước, thậm chí là lâu hơn thế đã từng đến nơi này, ta muốn biết tất cả thông tin về y. Cô gái ma nhân hỏi, kiếm tu mạnh đến mức nào? Diệp Huyên nói, loại vô địch. Cô gái ma nhân nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta nói, có phải là một kiếm tu mặc áo xanh không? Diệp Huyên híp mắt, y thật sự đã từng tới đây. Cô gái ma nhân cười nói, 36.000 năm trước, một kiếm tu áo xanh đã đến ma vực, là một con người. Diệp Huyên trầm giọng nói, y đã đi đến nơi nào? Cô gái ma nhân nói, Ma Sơn. Diệp Huyên nhíu mày, Ma Sơn. Cô gái ma nhân gật đầu, năm đó kiếm tu kia đã từng xuất hiện ở Ma Sơn, về phần sau này, thì không biết được. Diệp Huyên trầm tư, người cha rẻ tiền này đến Ma Sơn làm gì nhỉ? Cô gái ma nhân cười nói, người muốn đến Ma Sơn không? Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, cô gái ma nhân lại nói, nếu người muốn đi, ta có thể dẫn người đi, cũng chỉ có ta mới có thể dẫn người đi, bởi vì nơi đó, đừng nói một con người, cho dù là... cho dù là thiếu giới chủ của ma giới cũng không có tư cách đến. Bởi vì nơi đó là thánh địa của cả ma vực.
Diệp Huyên có chút tò mò, thánh địa của cả ma vực. Cô gái ma nhân gật đầu, đúng vậy, bởi vì đó từng là nơi ở của đại ma chủ. Diệp Huyên nói, có thể nói một chút về đại ma chủ này không? Cô gái ma nhân cười nói, không có gì để nói cả. Chính là cao thủ mạnh nhất ma vực trước kia, khi đại ma chủ còn, thực lực của ma vực là khủng bố nhất, có thể đánh bại vũ trụ cửu duy và thiên vực, cho dù là thần đình vũ trụ, cũng phải nể mặt. Diệp Huyên hỏi, vậy vì sao sau này hắn ta lại biến mất? Cô gái ma nhân cười nói, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Cô gái ma nhân cười nói, không vội, đợi sau khi ta giúp ngươi xong, ngươi lại giúp ta. Yên tâm, sẽ không phải là chuyện gì làm khó ngươi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, không nói gì, trong lòng âm thầm cân nhắc. Cô gái ma nhân chớp chớp mắt, trước mắt mà nói, ngươi hình như không có gì đáng để ta tính kế cả, không phải sao? Hơn nữa, hiện tại ma giới khắp nơi đều đang tìm ngươi, nếu để bọn họ tìm được ngươi, ngươi có thể sẽ rất khó chịu. Còn nữa, cô gái của thần đình vũ trụ kia đã quay về thần đình vũ trụ rồi, đợi đến khi nàng ta đến, khẳng định sẽ không phải một người đến, mà trạng thái hiện tại của ngươi. Có thể sẽ có chút nguy hiểm. Còn nữa, lúc trước dãy núi bên ngoài cách thành hàng nghìn dặm bị hóa thành cho tàn. Việc này có liên quan đến ngươi phải không? Diệp Huyên khẽ cười nói, hình như ta không sự lựa chọn khác. Cô gái ma nhân cười nói, chúng ta có thể hợp tác. Hiện tại ngươi cần ta cũng cần ngươi, hơn nữa, ta không có lý do thành địch với ngươi, không phải sao? Diệp Huyên cười nói, ta tên là Diệp Huyên. Cô gái ma nhân khẽ nhếch khóe miệng, ma tiểu song. Diệp Huyên đứng lên, vậy chúng ta đi thôi. Ma tiểu song cũng đứng lên, đi. Hai người rời khỏi điện đọc sách, ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi thành ma đô, một ông lão ma nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ông lão ma nhân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, cởi áo bào đen của ngươi ra. Diệp Huyên nhíu mày, bị phát hiện rồi. Đúng lúc này, một ánh sáng sắc lạnh chợt lóe qua, ngay sau đó, đầu của ông lão ma nhân kia trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một người đàn ông ma nhân tay cầm trường đao đứng đó. Diệp Huyên nhìn người đàn ông ma nhân này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Phàm cảnh. Người đàn ông ma nhân hành lễ với ma tiểu song, rất là cung kính. Ma tiểu song cười nói, nơi này giao cho hắn ta là được. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên đi ra khỏi thành, mới ra ngoài thành, một con yêu thú khổng lồ đột nhiên lao đến từ phía chân trời. Đó là một con hắc long toàn thân màu đen, dài đến mấy ngàn trượng, con hắc long này mới vừa xuất hiện, một luồng long uy cực kỳ khủng bố đã thổi quét đến. Giống như muốn nghiền nát cả thành ma đô này vậy. Cả thành ma đô đều khiếp sợ. Nhưng không biết vì sao, các cao thủ trong thành ma đô đều không xuất hiện. Diệp Huyên nhìn con hắc long kia, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, cấp bậc của hắc long này đã vượt qua thiên vị cảnh. Không chỉ có cảnh giới vượt qua thiên vị cảnh, cơ thể của nó cũng đã vượt qua thiên vị cảnh. Lúc này, tốc độ của hắc long đột nhiên chậm lại. Khi còn cách Diệp Huyên và Ma Tiểu Song mấy chục trượng thì dừng lại, sau đó nó từ từ quỳ gối trên mặt đất, đầu đặt ở trên mặt đất. Ma Tiểu Song cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên bước lên đầu rồng, sau đó đi thuận theo đầu rồng, cuối cùng đi đến trên lưng con hắc long kia. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Ma Tiểu Song, rất hiển nhiên, cô gái phía trước không hề nói quá. Nàng ta thật sự có thực lực hủy diệt thành ma đô này. Đồng thời, hắn cũng âm thầm phòng bị. Rõ ràng, ma vực này thật sự không đơn giản như vẻ ngoài. Chấm chấm chấm. Ma đô đại điện. Giờ phút này Minh Thương và các cao thủ đều đang nhìn chằm chằm vào ông lão ma nhân ở cửa đại điện. Ông lão mặc áo bào đen, dáng người gầy, trong tay phải cầm một thanh trường kiếm có bao kiếm. Vừa rồi khi trên bầu trời thành ma đô có dị động, bọn họ đã muốn đi ra ngoài, nhưng bị ông lão này ngăn cản. Trước mặt ông lão này còn có mười mấy thi thể, trong đó, có ba thi thể là cao thủ thiên vị cảnh. Minh Thương nhìn chằm chằm vào ông lão, ngươi là ai? Ông lão áo bào đen không nói gì, xoay người rời đi, khi ra ngoài đại điện, ông ta đột nhiên chém một kiếm. Suy! Một kiếm chém xuống,
cả tòa đại điện trực tiếp bị chia thành hai, mà kiếm khí chưa tán, đi thẳng ngàn dặm. Trong nháy mắt, cả thành Ma Đô trực tiếp bị chia thành hai. Ông lão áo bảo đen lạnh lùng liếc nhìn thành Ma Đô phía dưới, Diệp công tử là khách quý của chủ nhân, nếu như các ngươi còn dám gây phiền phức cho hắn, đều sẽ chết. Nói xong, ông ta liền ngự kiếm mà đi, biến mất ở phía chân trời. Biến mất cùng với ông ta còn có người đàn ông cầm đao lúc trước. Phía dưới, đám người Minh Thương nhìn phía chân trời, vẻ mặt ngơ ngác. Chấm chấm chấm. Phía chân trời. Ma Long ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Trên lưng Ma Long, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiểu song cô nương, ta thật ra có chút tò mò ta có cái gì có thể giúp được cô. Ma tiểu song mỉm cười, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Diệp Huyên nhìn về phía Ma tiểu song, ta càng tò mò hơn. Ma tiểu song cười nói, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không tính kế ta chứ? Ma tiểu song chớp chớp mắt, ngươi nói xem. Diệp Huyên cười nói thật, ta có hơi sợ bị đoạt xác gì đó. Ma tiểu song cười ha ha, Diệp công tử không cần lo lắng, ta không có ác ý với ngươi, mà việc ta cần Diệp công tử giúp, đối với người khác mà nói, khó như lên trời, nhưng với Diệp công tử lại dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên khẽ cười nói, cô nói như vậy, ta lại càng thêm tò mò. Ma tiểu song cười cười, sau đó nói, chúng ta tới rồi. Nói xong, nàng ta đạp nhẹ chân phải. Ma Long kia lập tức dừng lại. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, nơi đó có một ngọn núi lớn, cả ngọn núi cao vút trong mây, xung quanh tản ra sương mù màu đen quỷ dị. Ma tiểu song cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên biến mất khỏi lưng Ma Long. Khi đến gần Ma Sơn kia, sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn cảm nhận được lực áp bách vô hình, càng tới gần, lực áp bách kia lại càng mạnh. Lúc này, một ông lão thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, ông lão thần bí nâng hai tay lên, sau đó hướng mạnh về phía trước, tán. Một lực lượng mạnh mẽ thổi quét ra trong phút chốc, lực áp bách kia trực tiếp bị đẩy lui. Ông lão thần bí hành lễ với Ma Tiểu Song, sau đó lặng lẽ biến mất. Lại là một cao thủ phàm cảnh. Diệp Huyên trầm lặng. Mẹ nó, nơi này phàm cảnh nhiều như rau cải trắng vậy sao? Rất nhanh, hai người đã ở phía trên Ma Sơn, Ma Tiểu Song đạp nhẹ chân phải lên mặt đất, cười nói, lúc trước ngươi hỏi ta vì sao đại ma chủ lại biến mất. Bây giờ ta nói cho ngươi, hắn ta không chết, hắn ta bị phong ấn ở dưới này. Diệp Huyên nói, người đàn ông áo xanh. Ma Tiểu Song cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên thầm nghĩ không xong rồi, đúng lúc này, mặt đất trước mặt hai người đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Đại ma chủ. Đại ma chủ nhìn Diệp Huyên, huyết mạch giống nhau, ngươi là con của y. Diệp Huyên vội vàng nói, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện giữa ngươi và y, không liên quan đến ta. Hư ảnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, nợ cha con đền. Có vấn đề gì sao? Diệp Huyên. Nợ cha con đền. Nghe thấy lời này, Diệp Huyên suýt nữa đã hộc máu. Bình thường đều là con hại cha, mà bản thân hắn thì lại khác, cha hại con, hơn nữa là kiểu hại đến chết, chẳng lẽ bản thân hắn thật sự không phải con đẻ sao? Ngay lúc này, đại ma chủ kia đột nhiên nhìn Ma Tiểu Song bên cạnh Diệp Huyên, khi nhìn thấy Ma Tiểu Song, người này khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên chợt lóe chút kinh ngạc, đại ma chủ này lại không biết Ma Tiểu Song. Thật ra, mới đầu hắn cũng nghi ngờ đại ma chủ này chính là Ma Tiểu Song, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Thân phận Ma Tiểu Song này lại càng thần bí hơn. Ma Tiểu Song cười nói, ta là ai, không quan trọng. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đã đến Ma Sơn rồi, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, Tiểu Song cô nương, ta không thể thi triển thần thức. Cô có thể giúp ta xem thử Ma Sơn này có cái hộp nào hay không? Ma Tiểu Song nhìn Diệp Huyên, hộp. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ma Tiểu Song khẽ gật đầu, được. Nói rồi nàng ta vỗ tay một cái, một ông lão mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy ông lão áo bào trắng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức u ám.
ít nhất cũng trên thiên vị cảnh. Hơn nữa, ông lão áo bào trắng này cũng là phàm cảnh. Không thể không nói, lúc này trong lòng Diệp Huyên vô cùng kinh sợ. Đến bây giờ, hắn đã gặp đến vài phàm cảnh rồi. Mà tiểu song này rốt cuộc là người nào? Sau khi ông lão áo bào trắng này xuất hiện, ông ta lặng lẽ xuất hiện ở phía bên phải ma tiểu song, mà ánh mắt ông ta thì luôn nhìn chằm chằm ma chủ kia. Ma tiểu song nhìn ông lão áo bào trắng, cười nói quét một lượt ma sơn này đi. Ông lão áo bào trắng gật đầu, định thi triển thần thức thì lúc này, đại ma chủ kia đột nhiên nói, các hạ xem như ta không tồn tại sao. Ma tiểu song nhìn đại ma chủ, cười nói, đại ma chủ, ta cảm thấy ngươi khá ngu xuẩn đấy, thật. Đừng giận vội. Ta nói cho ngươi biết mấy điểm mà ngươi đã làm rất ngu xuẩn. Thứ nhất, hiện tại ngươi vẫn đang bị trấn áp, mà ngươi có thể cứu ngươi, thứ cho ta nói thẳng, dương mắt tìm cả ma vực mà nói thì chỉ có Diệp công tử bên cạnh ta mà thôi. Ngươi thì hay rồi, hắn vừa đến thì ngươi đã muốn giết hắn rồi, ta thật sự cạn lời, trí thông minh của ngươi như vậy, năm đó sao có thể trở thành ma chủ vậy? Ta nghĩ, bây giờ Diệp công tử có bị đánh chết cũng không dám giải phong ấn cho ngươi đâu. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, đúng chứ? Diệp Huyên vội gật đầu, không dám, ta sợ bị đánh. Đại ma chủ. Ma tiểu song lại nói, đại ma chủ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đánh được phụ thân của Diệp công tử không? Người đàn ông mặc áo xanh. Sắc mặt đại ma chủ trở nên khó coi, nếu đánh được thì bản thân còn bị trấn áp ở đây sao? Ma tiểu song vỗ tay, cười nói, rõ ràng. Người đánh không lại. Nếu đã không đánh được thì ngươi còn muốn báo thù cái gì chứ? Nói ra thì, cho dù ngươi có thể thoát ra, sau đó giết chết Diệp công tử, nhưng sau khi ngươi giết chết Diệp công tử thì sao? Ngươi nói xem phụ thân hắn có đến giết ngươi không? Đại ma chủ nhìn ma tiểu song chằm chằm, ma khí tỏa ra dày đặc trên người, vậy chẳng lẽ ta cứ uổng công bị nhốt vạn năm vậy sao? Ma tiểu song chớp mắt, ban đầu tại sao ngươi lại bị nhốt? Trong lòng không có suy nghĩ gì sao? Diệp Huyên ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi, tại sao hắn bị nhốt vậy? Ma tiểu song cười nói, đây là do một tên nhóc màu trắng nói, à đúng, là Linh Tổ. Năm đó, Linh Tổ kia đi qua đây, đại ma chủ này cảm nhận được Linh Tổ này, chuyện tiếp theo sau đó, ngươi hiểu đấy. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên có chút kỳ quái. Đại ma chủ này cũng mất não thật, ngươi chọc ai không chọc lại chọc cái tên kia. Tên kia có thể chọc được sao? Chọn giận tên kia chẳng khác gì chọc phải tổ ong. Ở phía xa, vẻ mặt ma chủ có chút khó coi. Khi đó đại ma chủ cũng không ngờ được, sau lưng tên áo trắng kia còn có một kiếm tu kinh khủng, kiếm tu vẫn chưa đáng sợ là cô gái nhỏ có sừng trên đầu kia, lúc đó sẽ bị đánh đến thảm. Lúc này, ma tiểu song nhìn ông lão áo bào trắng kia, cười nói, tìm đi. Ông lão áo bào trắng gật đầu. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức lập tức bao phủ cả ma sơn. Một lúc sau, ông lão áo bào trắng mở mắt, ông ta nhìn ma tiểu song, lắc đầu. Không có. Ma tiểu song nhìn Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi thấp giọng thở dài. Tên này sao lại không chôn cái hộp chứ? Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên chợt hỏi, tiểu song cô nương, cô nói là linh tổ kia lúc đầu là một mình đến nơi này. Ma tiểu song gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói như vậy thì mục tiêu của người cha rẻ mạt của ta cũng không phải là đại ma chủ này, người ấy đến ma vực có lẽ là vì chuyện khác, tên nhóc kia ham chơi, một mình chạy đến bên này, cũng có nghĩa là, người ấy trấn áp ma chủ, Seto thể chỉ là tiện tay mà thôi. Ngươi nói cái gì? Ở phía xa, đại ma chủ đột nhiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Diệp Huyên. Ma tiểu song cười nói, hắn không sỉ nhục ngươi, hắn chỉ là đáng nói sự thật thôi. Đại ma chủ cười lạnh, cho rằng ta bị trấn áp thì không thể làm gì các ngươi được sao? Nói rồi, người này mở lòng bàn tay, một miếng lệnh bài màu đen đột nhiên phóng lên trời, sau khi phóng lên trời, lệnh bài lập tức biến thành một luồng sáng đen bay đi. Diệp Huyên nhìn luồng sáng đen trên trời, hắn đang gọi người đến sao? Ma tiểu song gật đầu, rõ là vậy. Diệp Huyên quay đầu nhìn ma tiểu song, đánh được không? Ma tiểu song cười nói, đánh được, nhưng không nhất thiết phải đánh. Chúng ta đi thôi.
Diệp Huyên gật đầu. Ba người rời đi. Đại ma chủ cũng không ngăn lại, bởi vì biết mình không thể ngăn được, bản thể hiện tại vẫn bị trấn áp, căn bản không thể ra tay. Sau khi ba người Diệp Huyên đi chưa lâu, từng luồng hơi thở mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, rất nhanh sau đó, 12 vị ma nhân mặc áo bào đen đã xuất hiện trước mặt đại ma chủ. 12 ma sứ. Đại ma chủ nhìn chân trời phía xa, hạ lệnh xuống, bắt sống loài người kia, nhớ rõ, phải đợi sau khi cô gái kia rời đi mới có thể ra tay. 12 ma sứ lặng yên biến mất không dấu. Đại ma chủ chậm rãi nhắm mắt, siết chặt tay phải, trong lòng như bùng cháy lửa lớn. 36.000 năm. Đại ma chủ bị kiếm khí này trấn áp cả 36.000 nắn. Cơn giận này, sao có thể nuốt trôi chứ? Bây giờ, đại ma chủ chỉ muốn báo thù. Vì vậy, khi nhìn thấy Diệp Huyên, người này càng không khống chế nổi ý muốn giết người. Đáng tiếc, bên cạnh Diệp Huyên còn có Ma Tiểu Song, mà bên cạnh Ma Tiểu Song còn có rất nhiều cao thủ mạnh. Một lúc lâu sau, đại ma chủ mở mắt ra, nhìn phía chân trời, cười nhạt, người dù mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn pháp tắc vũ trụ sao? Dần dần, ánh mắt trở nên lạnh băng. Một nơi nào đó trên bầu trời, Diệp Huyên đứng trên người ma long quay đầu nhìn Ma Tiểu Song, Tiểu Song cô nương, cô có thể nói xem cô muốn ta giúp cô gì được rồi. Ma Tiểu Song cười nói, được. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía xa, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, Tiểu Song cô nương, cô là ma nhân, nhưng cô và ma nhân khác hình như có chút không giống, tỉ như, cô không thù ghét loài người, hơn nữa, cô và mấy người đại ma chủ cũng không cùng một phe. Lại nói, đại ma chủ không quen cô, chuyện này có phần kỳ lạ. Ma Tiểu Song cười nói, ta có thể trả lời vấn đề đầu tiên của ngươi, cũng là vấn đề giải quyết sự thù ghét loài người. Ma nhân ở đây sở dĩ thù ghét loài người là vì bọn họ đều cho rằng loài người rất yếu, cảm thấy loài người chỉ xứng trở thành nô lệ của ma nhân. Đương nhiên, loài người của ma vực thực sự cũng rất yếu, mà ở thế giới như vậy, kẻ mạnh được tôn thờ, loài người nô dịch, giống như loài người ở thế giới khác nô dịch chủng tộc khác vậy. Mà ta không thù ghét loài người, là vì ta đã đi ra ngoài, ta biết trời đất này rộng lớn, biết thế giới này cao thủ loài người đáng sợ thế nào. Nói rồi, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, còn về vấn đề thứ hai, đại ma chủ không biết ta, là vì cấp bậc người này không đủ, có vài cấp bậc cũng không thể tiếp xúc. Cấp bậc không đủ. Diệp Huyên lắc đầu cười, Tiểu Song cô nương, ta khá hiếu kỳ về thân phận cô rồi. Ma Tiểu Song cười nói, nếu ngươi thật sự muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Diệp Huyên nhìn Ma Tiểu Song, muốn biết. Ma Tiểu Song chớp mắt, đợi sau này nói cho ngươi. Diệp Huyên. Ngay lúc này, không gian xung quanh đột nhiên dao động, tiếp đó, không gian trước mặt bọn họ lập tức nứt ra, ma long bỗng tăng tốc, biến thành một luồng sáng đen lao vào vết nứt không gian kia. Rất nhanh sau đó, hai người Diệp Huyên đã đến trên mặt biển này có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Diệp Huyên nhìn hòn đảo nhỏ đó, lúc này Ma Tiểu Song cười nói, Diệp công tử, lát nữa chúng ta cần ngươi giúp chút chuyện nhỏ. Diệp Huyên nói, trên đảo này có kiếm khí của người cha rẻ mạt của ta, đúng chứ? Ma Tiểu Song nhìn Diệp Huyên, cười nói, đúng. Diệp Huyên hỏi, trong ấn tượng của ta, người ấy không phải người thích tùy tiện ra tay. Nói rồi, hắn nhìn sang Ma Tiểu Song. Ma Tiểu Song cười nói, Diệp công tử đừng hiểu lầm, giữa chúng ta và người ấy không có ân oán gì. Ngược lại, chúng ta còn phải cảm tạ người ấy. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, trong này trấn áp bản thể của cô. Nghe vậy, Ma Tiểu Song đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên, lúc này, vẻ mặt tươi cười của cô ta đã dần biến mất. Diệp Huyên cười nói, đoán thôi. Ma Tiểu Song lắc đầu khẽ cười, Diệp công tử, có thể nói xem người đoán thế nào không? Diệp Huyên nói, những cao thủ bên cạnh cô rất kính trọng cô, là tôn kính từ trong lòng, mà cao thủ như vậy chắc chắn sẽ không tôn sùng một người yếu. Cũng có nghĩa là cô chắc chắn là một cao thủ siêu cấp. Mà từ khi chúng ta quen biết đến hiện tại, cô lại chưa từng ra tay, nhất là lúc ở Ma Sơn, ta nhờ cô giúp dùng thần thức tìm kiếm Ma Sơn, nhưng cô lại không làm, mà lại gọi người ra, có hai cách hiểu, thứ nhất, cô không thèm ra tay, thứ hai, cô không thể ra tay. Nhưng ta lại nghiêng về hướng thứ hai hơn, bởi vì khi ma chủ kia xuất hiện,
đầu ông lão áo bào trắng bên cạnh cô lập tức tựa sát vào cô, hơn nữa vẫn luôn nhìn ma chủ chằm chằm, đề phòng ra tay mọi lúc. Vì vậy, cô bây giờ có lẽ là không có tu vi gì cả, đúng chứ? Đúng lúc này, trên lưng ma long lại xuất hiện bốn người. Một ông lão tay cầm trường kiếm, một người đàn ông cầm đao, một ông lão mặc áo bào đen, một ông lão mặc áo bào trắng. Bốn người đền là phàm cảnh. Mà lúc này, ánh mắt bốn người đều tập trung nhìn Diệp Huyên. Ma Tiểu Song bỗng cười nói, các ngươi đang làm gì vậy? Nếu Diệp công tử muốn làm hại ta thì hắn sẽ không nói những chuyện này mà đã trực tiếp ra tay rồi. Bốn người kia lẳng lặng biến mất. Ma Tiểu Song nhìn Diệp Huyên, cười sáng lạn, Diệp công tử, người khác ta phải nhìn bằng ánh mắt khác đấy. Diệp Huyên cười nói, đều là đoán mò thôi. Ma Tiểu Song cười ha ha, vậy thì ngươi đoán cũng rất chuẩn. Ngay lúc này, ông lão áo bào trắng chợt xuất hiện trước mặt Ma Tiểu Song, sắc mặt ông ta có chút khó coi, chủ tử, người thần đình vũ trụ đến rồi. Ma Tiểu Song cười nói, người đến thế nào? Ông lão áo bào trắng trầm giọng nói, thần quan, còn dẫn theo 36 cổ thần, U Linh Điện có thể cũng đến, nhưng chúng ta không tìm thấy đối phương. Nghe thấy lời này, sắc mặt Diệp Huyên biến sắc hẳn, mẹ nó. Thần quan, là cái tên được mệnh danh là đệ nhất pháp tắc của thần đình vũ trụ sao? Điên rồi à, bọn họ đến giết ta sao? Bọn, nói đến đây, hắn như nghĩ đến gì đó, nhìn sang Ma Tiểu Song, hai mắt trợn tròn, có phần khó tin, không? Bọn họ không phải đến giết ta, bọn họ đến đánh cô, rốt cuộc cô là ai? Ngay từ đầu, khi Diệp Huyên nghe lời của ông lão áo bào trắng, suy nghĩ đầu tiên chính là đối phương đến giết hắn rồi. Nhưng nghĩ lại thì không đúng. Nếu đến giết hắn, thì một mình thần quan là đủ rồi, nhất thiết phải đưa theo nhiều người vậy không? Hơn nữa, hiện tại hắn đứng thứ 36 trên bảng truy nã của thần đình, xếp hạng này hắn không đáng để nhân vật cấp bậc như thần quan phải ra tay. Nghĩ đến ông lão áo bào trắng sắc mặt có chút khó coi, Diệp Huyên đột nhiên hiểu ra, đối phương căn bản không phải đến giết hắn, mà là đến tìm Ma Tiểu Song này. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Diệp Huyên cũng u ám hơn. Bây giờ hắn và Ma Tiểu Song ở cùng nhau, đối phương sẽ không tiện tay giết hắn luôn chứ. Đương nhiên, hiện tại chuyện hắn càng hiếu kỳ hơn là, rốt cuộc Ma Tiểu Song này là ai? Mà lại khiến thần quan của thần đình vũ trụ đích thân ra tay. Lúc này, Ma Tiểu Song bỗng nói, Diệp công tử, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nói xong, ma long dưới chân nàng ta tăng tốc, rất nhanh chóng, hai người đã xuất hiện trên đảo nhỏ kia. Ma Tiểu Song đưa Diệp Huyên đi về phía xa, Diệp công tử, hiện tại ta giải thích cho ngươi một chút. Ngươi đoán không sai, bây giờ ngươi nhìn thấy ta, căn bản không phải bản thể ta, mà bản thể của ta đúng là bị trấn áp ở đây. Sở dĩ bị phụ thân ngươi trấn áp, là vì ta bảo hắn giúp. Diệp Huyên có phần hiếu kỳ, cô bảo ông ấy giúp. Ma Tiểu Song gật đầu, năm đó ta tu luyện quá vội vàng, ta không khống chế được sức mạnh quá lớn trong cơ thể, vì vậy, chỉ có thể nhờ và hắn giúp trấn áp ta tại nơi này, sau đó để bản thân ta từ từ khống chế sức mạnh trong cơ thể. 3 vạn năm nay, ta đã có thể khống chế được sức mạnh trong cơ thể rồi, thế nhưng... Nói rồi, nàng ta lắc đầu cười, ta không thể phá vỡ luồng kiếm khí mà bản tôn hắn để lại. Ban đầu ta vẫn có phần quá mức tự tin rồi. Cảm thấy đợi sau khi ta khống chế được sức mạnh trong cơ thể thì có thể phá vỡ kiếm khí của hắn, sau đó thoát ra. Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, căn bản không làm được. Ta muốn liên lạc với hắn, nhưng lại không liên lạc được bản thể hắn, mãi đến gần đây, phân thân hắn hình như đã xuất hiện rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông ấy không nói với tôi đến giúp cô. Ma Tiểu Song cười nói, tại sao hắn phải nói chứ? Ta chủ động đến tìm ngươi. Sau đó ngươi nợ ngươi một ân tình lớn không được sao? Nghe vậy, đột nhiên Diệp Huyên hiểu ra chút ít. Người cha rẻ mạt của mình đưa hắn đến nơi này, có thể là có suy nghĩ này. Ma Tiểu Song này rõ ràng không phải người thường, nếu có thể khiến nàng ta nợ ân tình, chắc chắn là một chuyện tốt. Ma Tiểu Song lại nói, kiếm khí của hắn hẳn sẽ không bài xích ngươi, vì vậy, chỉ cần ngươi giúp ta lấy kiếm khí của hắn đi thì ta có thể đi ra rồi. Diệp Huyên nói, nghe ra hình như rất đơn giản. Ma Tiểu Song cười nói, đúng là như vậy, nhưng đời người luôn ngập tràn những chuyện bất ngờ. Nàng ta vừa dứt lời,
bầu trời phía xa đột nhiên nứt ra, tiếp đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên bầu trời, người này mặc trường bào màu đen, trên trường bào có thêu đầu một yêu thú thần bí, vẻ mặt yêu thú hung tợn, ánh mắt đầy sát khí. Thần quan. Nhân vật số 2 của thần đình vũ trụ. Phía sau thần quan, còn có 36 người, 36 người này đều mặc trường bào màu đen, thân hình hư ảo, rất kỳ lạ, giống như cái bóng vậy. 36 cổ thần. Khi nhìn thấy 36 người, sắc mặt Diệp Huyên lập tức khó coi. Hắn không cảm nhận được thực lực thần quan đến đâu, nhưng có thể cảm nhận được 36 người này, toàn bộ 36 người này đều là phàm cảnh, tuy không giống phàm cảnh đỉnh cao như tiểu đao, nhưng cũng rất kinh khủng rồi. Ma tiểu song nhìn thần quan, cười nói, thần quan, đã lâu không gặp. Thần quan nhìn ma tiểu song, không ngờ, người yên lặng lâu như vậy, không phải đang làm chuyện gì to tát, mà là vì bản thể bị trấn áp. Ma tiểu song cười ha ha, bây giờ mới phát hiện ra, có phải rất tức giận không? Thần quan lắc đầu, bây giờ phát hiện, dường như cũng không muộn. Ma tiểu song khẽ nhếch miệng, vậy sao? Thần quan nhìn Diệp Huyên bên dưới, ách thể. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta là người tốt. Thần quan nhìn Diệp Huyên, một người tốt, sẽ không là ách thể, nếu đã là ách thể thì nhất định là người có tội nghiệt. Diệp Huyên khua tay, ngươi nói như vậy thì ta cũng không có gì để nói nữa. Thần quan gật đầu, vốn là ngươi chết ta chết, đúng là không có gì để nói thêm. Vừa dứt lời, đột nhiên gã đã biến mất. Ở bên dưới, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, bởi vì đối tượng mà thần quan này ra tay, không phải là ma tiểu song, mà là hắn. Chơi trò gì vậy? Mà ngay khi thần quan kia ra tay, 36 cổ thần kia sau lưng gã đột nhiên cũng ra tay, mà xung quanh đảo nhỏ này không biết khi nào đã xuất hiện rất nhiều cao thủ thần bí. Thế nhưng, những cao thủ thần bí này vừa xuất hiện thì toàn bộ đều bị 36 cổ thần này ngăn lại. Thoáng chốc, bầu trời trên đảo nhỏ này xuất hiện ít nhất đến 70 cao phủ phàm cảnh rồi. Đương nhiên, chuyện này đối với Diệp Huyên không quan trọng, quan trọng là thần quan kia đến rồi. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể ngăn cản được cao thủ kinh khủng như vậy. Nếu tu vi không bị phong ấn, có lẽ có thể đánh một trận, nhưng kiếm khí đáng chết trong cơ thể, dù đến bây giờ cũng không phá bỏ phong ấn cho hắn. Thảm rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Huyên lúc này. Bị ông cha rẻ mạt này hại chết rồi. Hơi thở chết chóc. Lại cảm nhận được hơi thở chết chóc, mà lần này, hơi thở chết chóc này lại càng mạnh mẽ hơn. Đánh được không? Chắc chắn không đánh được. Mặc dù biết rõ không đánh được, nhưng Diệp Huyên vẫn không ngồi im chờ chết, đó không phải phong cách của hắn. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không chờ chết, mà là chiến đấu đến chết. Tay phải Diệp Huyên siết chặt, sau đó đánh mạnh một quyền. Ngay khi một quyền kia đánh ra, đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ. Chiến. Cho dù đối phương mạnh thế nào, dù mạnh hơn tam kiếm thì hắn cũng phải ra tay. Đánh không lại là một chuyện, mà không đánh lại là một chuyện khác. Một quyền này, cũng giống như một kiếm sinh tử, quên đi sinh tử, không cầu được sống. Một quyền đánh ra, tay phải Diệp Huyên lập tức dập nát, cùng lúc đó, cả người hắn bay ra ngoài khỏi đảo nhỏ, sau đó rơi mạnh vào trong nước, nước biển bắn tung tóe. Diệp Huyên chậm rãi chìm xuống, ý thức dần mơ hồ. Ở bên kia, thần quan kia không hề đuổi theo Diệp Huyên mà nhìn ma tiểu song, ngươi cảm thấy ngươi cứu được hắn không? Vừa nãy, ma tiểu song đã ra tay rồi. Thế nhưng, nàng ta không lập tức ra tay, mà ngay khi Diệp Huyên cận kề cái chết mới ra tay, nàng ta nắm bắt thời cơ rất tốt. Ma tiểu song khẽ cười, thân thể nàng ta dần trở nên hư ảo. Đây là cái giá phải trả khi nàng ta ra tay vừa rồi. Phân thân này của nàng ta chỉ có thể chống chọi thần quan được một lần. Thần quan quay đầu nhìn Diệp Huyên chìm vào biển phía xa, ngươi muốn hắn giúp ngươi giải phong ấn, nhưng đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội này rồi. Nói rồi, gã lại định ra tay thì lúc này, Ma Tiểu Song đột nhiên nói, thần quan, ngươi thật sự nghĩ chuyện đơn giản vậy sao? Thần quan nhìn Ma Tiểu Song, một lúc sau, gã nheo mắt, ngươi cố ý để lệ hơi thở, sau đó dẫn ta đến. Ma tiểu song nhếch miệng, nếu không thì sao? Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn nơi nào đó ha,
luồng kiếm khí kia, chủ nhân nhỏ của nhà ngươi cũng sắp bị giết rồi. Ngươi không tỏ vẻ gì cả sao? Thoáng chốc yên tĩnh. Bù. Một tiếng kiếm đột nhiên vang lên, sau đó, một luồng kiếm khí từ phía xa phóng lên, chém thẳng về phía thần quan. Ngay khi nhìn thấy luồng kiếm khí này, con người thần quan bỗng co lại, tay phải gã đột nhiên dựng thẳng chắn trước ngực, thiên địa hộ. Chỉ trong chớp mắt, cả đất trời như hợp thể với gã, mà trước mặt gã lại xuất hiện một cái khiên hư ảo, cái khiên này ngưng tụ vô số thiên địa chi lực, cứng cáp không tưởng. Lúc này, luồng kiếm khí kia đột nhiên chém vào khiên kia. Thoáng chốc, cả đất trời lập tức trở nên hư ảo, sau đó từng tấc một đều biến mất chôn vùi. Mà tấm khiên trước mặt thần quan bỗng nứt ra, thanh kiếm đâm vào, chém thẳng thần quan. Thấy vậy, con người thần quan co lại, tay phải gã bỗng mở rộng năm ngón, sau đó nắm chặt. Vừa siết lại đã nắm lấy kiếm khí kia, nhưng bản thân hắn bỗng chốc lại trở nên hư ảo, mà luồng kiếm khí kia vẫn như cũ không hề biến mất. Cảm nhận được thân thể bản thân càng lúc càng hư ảo, thần quan không dám giữ lại gì nữa, hai mắt gã chậm rãi nhắm lại, ra. Giữa hàng mày hắn đột nhiên nứt ra, một chữ pháp nhỏ bỗng bay ra. Luồng kiếm khí kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, chữ pháp kia bám chặt theo kiếm khí không rời nửa tấc. Mà lúc này, trên đảo nhỏ kia, một hơi thở mạnh mẽ bỗng xuất hiện, ngay sau đó, một cô gái chậm rãi bước đến. Ma Tiểu Song. Ma Tiểu Song bay đến trên không, nàng ta hít sâu một hơi, sau đó cười nói, là cảm giác của tự do. Nói xong, nàng ta nhìn thần quan ở phía xa, cười nói, không hổ là thần quan, lại có thể chặn được một đòn kiếm khí này, lợi hại. Thần quan nhìn Ma Tiểu Song, ánh mắt có chút kiêng sợ. Thời kỳ đỉnh cao của gã không sợ Ma Tiểu Song này, cho dù Ma Tiểu Song này bây giờ còn mạnh hơn lúc trước. Nhưng vấn đề là, hiện tại gã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, tuy gã tạm thời chặn được luồng kiếm khí kia nhưng, bản thân gã hắn ta cũng bị thương nặng. Gã bây giờ, chắc chắn không đánh được Ma Tiểu Song này. Nghĩ như vậy, thần quan bỗng nói, rút. Nói xong, bản thân hắn dần dần trở nên hư ảo, mà những cao thủ của thần đình vũ trụ xung quanh cũng đều rút lui. Người bên cạnh Ma Tiểu Song đang muốn đuổi theo nhưng lại bị Ma Tiểu Song ngăn lại. Mọi người quay về trước mặt Ma Tiểu Song, sau đó đều quỳ xuống, trong mắt mọi người đều là phấn khích và điên cuồng. Ma Tiểu Song nhìn bầu trời, sau khi thần quan kia rời đi, chữ pháp kia cũng biến mất theo, còn luồng kiếm khí kia sau khi mất đi mục tiêu cũng lập tức dừng lại tại chỗ, không di chuyển gì. Ma Tiểu Song khẽ nhếch miệng, lần này thần quan khá thảm rồi. Một chữ pháp tu luyện nhiều năm cũng mất rồi. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn đáy biển phía xa. Mà lúc này, đất trời xung quanh cũng dần dần biến mất, vùng biển kia cũng dần dần biến mất. Ma Tiểu Song khẽ vung tay, dưới đáy biển, Diệp Huyên nhẹ nhàng bay lên. Ma Tiểu Song đi đến trước mặt Diệp Huyên lúc này chưa chết, nhưng hơi thở thực sự khá yếu, thân thể lại càng thảm hơn, cả người chằng chịt vết thương, thấy được cả xương. Ma Tiểu Song nhìn Diệp Huyên, cứ nhìn như vậy, một lúc sau, đột nhiên tay phải nàng ta đặt giữa hàng mày Diệp Huyên. Dần dần, trong đầu nàng ta xuất hiện vô số những cảnh tượng vụn vặt. Biết trước tương lai. Qua một lúc lâu sau, vẻ mặt Ma Tiểu Song trở nên lạnh lẽo, còn có cả sát ý. Rõ ràng đã biết được chuyện gì đó không tốt. Một lúc sau, Ma Tiểu Song đột nhiên cười nói, ta tin mệnh, nhưng ta sẽ không chịu khuất phục. Nói rồi, nàng ta lấy ra hai bình ngọc trắng đặt trước ngực Diệp Huyên, sau đó quay người rời đi, truyền lệnh xuống. Bảo toàn bộ cao thủ ở bên ngoài lập tức về thiên phủ, còn nữa, tuyên chiến với thần đình vũ trụ. Giết sạch bọn họ. Rất nhanh sau đó, nhóm người Ma Tiểu Song đã biến mất nơi chân trời. Mà không lâu sau, sau lưng Diệp Huyên bỗng vang lên tiếng bước chân. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt, sau đó, hắn bật mạnh người ngồi dậy. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn tay phải mình, lúc này. Tay phải hắn đã khôi phục, không chỉ vậy, vết thương khắp người hắn cũng đã lành lại. Diệp Huyên lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này hắn đang ở trong một gian phòng bằng trúc, trong gian phòng trống rỗng, ngoại trừ một cái giường thì cũng không có gì khác. Đây là nơi nào? Diệp Huyên nhíu mày,
hắn đứng dậy đi ra ngoài gian phòng, bên ngoài gian phòng chút không xa, có một cô gái đang ngồi trên chiếu, tóc cô gái rất dài, khi nàng ta ngồi xuống thì tóc cũng có thể chạm đến mặt đất. Mà cô gái lúc này như đang điêu khắc gì đó. Diệp Huyên đang định nói thì cô gái bỗng cất tiếng, tỉnh rồi. Diệp Huyên đi đến bên cạnh cô gái, lúc này, hắn đã nhìn thấy gương mặt cô gái. Rất đẹp. Vẻ đẹp của cô gái đủ để khiến vô số đàn ông si mê điên cuồng. Trong tay cô gái là một người gỗ nhỏ vẫn chưa chạm khắc xong. Diệp Huyên đang muốn nói, cô gái bỗng đưa một người gỗ nhỏ chưa hoàn thiện cho Diệp Huyên, thản nhiên cười, cứ dùng ta làm mẫu, khắc ra một cái đi. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, sau đó hắn nhận lấy người gỗ nhỏ, bắt đầu chạm khắc. Trong lúc đấy, cô gái cứ nhìn Diệp Huyên, ánh mắt sáng trong như nước, có chút ấm áp. Không quá lâu sau, Diệp Huyên cất dao chạm khắc, khẽ thổi vụn gỗ, sau đó đưa người gỗ trong tay đến trước mặt cô gái. Người gỗ được khắc theo dáng vẻ của cô gái, sinh động như thật, đúng là giống hệt như cô gái. Cô gái nhìn người gỗ nhỏ kia một lúc lâu, nàng ta chợt cười nói, rất giống. Diệp Huyên hỏi, tiểu song cô nương đâu rồi? Cô gái khẽ chạm người gỗ nhỏ kia, nàng ta đi rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đi rồi. Cô gái gật đầu. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô không đi cùng nàng ta. Cô gái lắc đầu cười, không cùng nhau. Hình như ngươi không biết nàng ta là ai. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười nói, quả thật nàng ta tên Ma Tiểu Song, nhưng, nàng ta không phải người bình thường. Nàng ta là phủ chủ đương nhiệm của Thiên Phủ, người gọi nàng ta là Đại Ma Vương Ma Tiểu Song. Thiên Phủ. Diệp Huyên có chút kinh sợ trong lòng. Hắn từng nghe Mục Tiểu Đao nói về thế lực này, trước mắt, thần đình vũ trụ có hai đối thủ siêu mạnh, một là U Minh Điện, còn lại chính là Thiên Phủ. Hắn không ngờ, Ma Tiểu Song này lại đến từ Thiên Phủ. Lúc này, cô gái đột nhiên cười nói, còn nhớ lúc mà ngươi suýt chết không? Diệp Huyên nhìn cô gái khẽ cười, nhớ lại đi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, ngay sau đó, trong đầu hắn đã hiện ra cảnh tượng trước đó thần quan ra tay với mình. Hơi thở chết chóc. Hai tay Diệp Huyên từ từ siết chặt, dần dần, một loại thế vô hình từ trong cơ thể hắn trào dâng, thoáng chốc không gian trong vòng mấy vạn dặm lập tức dập dềnh như sóng nước. Mà luồng thế này càng lúc lại càng mạnh. Mới đầu, không gian khu vực này cũng dập dềnh như sóng nước, nhưng dần dần thế kia càng lúc càng mạnh, không gian xung quanh lại giống như thủy triều trào dâng. Nhưng, thế kia vẫn càng mạnh hơn. Một hồi sau, không gian xung quanh trong vòng vạn dặm đột nhiên nứt vỡ rắc một tiếng tựa như một cái mạng nhện khổng lồ, vô cùng đáng sợ. Đột nhiên Diệp Huyên thả lỏng tay phải, thế kia lập tức tràn vào lại cơ thể hắn như thủy triều, mà không gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Diệp Huyên ngây người. Phải biết rằng lúc này hắn không có tu vi, mà ngay cả kiếm cũng không có. Huống hồ, vừa nãy hắn còn không sử dụng sức mạnh thể xác. Như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn sang cô gái bên cạnh, cô gái cười nói, thế. Sinh tử chi thế. Diệp Huyên có phần nghi hoặc, sinh tử chi thế. Cô gái gật đầu, thần quan mạnh hơn ngươi rất nhiều, nhưng khi đối mặt với tình huống phải chết, ngươi lại không từ bỏ mà quyết đoán chiến đấu. Một quyền đó của ngươi, không sợ không hoảng, quên đi sinh tử, trong khoảnh khắc đó khí thể của ngươi cũng lập tức biến chất. Cũng chính là sinh tử chi thế. Sinh tử chi thế. Diệp Huyên lại hỏi, tác dụng lớn không? Cô gái chỉ lên trời, đánh một quyền đi. Diệp Huyên nâng tay đánh ra một quyền. Ầm. Bầu trời lập tức xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Diệp Huyên có chút ngây người. Một quyền vừa nãy của hắn. So với lúc trước không chỉ mạnh hơn gấp bội. Cô gái cười nói, đây là thế. Khí thế của một người, rất quan trọng. Diệp Huyên quay người nhìn cô gái, tiền bối là. Cô gái cười nói, người có thể gọi ta là Tiểu Kha. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta không biết cô, nhưng cô biết ta, đúng chứ? Tiểu Kha cười nói, biết người của trước kia. Diệp Huyên nhíu mày, ta của trước kia. Tiểu Kha gật đầu, ngươi cũng đừng hỏi gì cả, có nhiều chuyện bây giờ ngươi không biết là tốt nhất. Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, ta không thể ở nơi này quá lâu, vì vậy những gì ta giúp được ngươi cũng có hạn. Nói xong,
Nàng ta lấy ra hai bình ngọc trắng, đưa đến trước mặt Diệp Huyên, đây là Ma Tiểu Song đưa cho ngươi, một bình là máu yêu thú, có thể giúp ngươi đột phá thân xác. Còn có một bình để trị thương, có thể giúp ngươi khôi phục thân xác. Diệp Huyên đang định nói, thì Tiểu Kha lại lên tiếng, đừng hỏi nữa. Bây giờ nếu ta nói cho ngươi một vài chuyện chưa biết, ngươi có thể sẽ chết ngay tức khắc. Diệp Huyên trầm mặc một lúc, rồi gật đầu, được, ta không hỏi nữa. Tiểu Kha cười nói, uống máu yêu thú kia đi, ta còn chút thời gian, có thể làm hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyên cầm lấy một bình ngọc trắng mở ra, sau đó một hơi uống cạn. Vừa nuốt xuống, thân thể hắn lập tức bị một ngọn lửa đỏ bao phủ. Tiểu Kha nói, đây là máu của yêu thú chân trần kim ô, khá quý giá, hấp thụ sức mạnh trong tinh huyết cho triệt để đi. Diệp Huyên gật đầu, bình tĩnh tập trung, bắt đầu hấp thụ sức mạnh bên trong cơ thể. Tiểu Kha ngồi bên cạnh, nàng ta cầm lên một người gỗ chưa khắc xong, sau đó bắt đầu đục đẽo, trong lúc chạm khắc, thi thoảng nàng ta sẽ nhìn sang Diệp Huyên. Chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên ở phía xa mở bừng mắt, khoảnh khắc vừa mở mắt, một luồng hơi thở mạnh mẽ tuôn trào từ trong cơ thể hắn, không gian xung quanh lập tức dao động dập dềnh gợn sóng. Tiểu Kha nhìn Diệp Huyên, thần cảnh. Diệp Huyên gật đầu, thân xác hiện tại của hắn đã đạt đến thần cảnh, nhưng hắn biết, mãi vẫn không đủ. Bởi vì đối thủ hiện tại khác hoàn toàn so với trước kia. Tiểu Kha bỗng nói, người tu luyện là đạo thể sao? Ánh mắt Diệp Huyên có chút kinh ngạc, cô cũng biết đạo thể. Tiểu Kha gật đầu, công pháp tu luyện này, quả thực cũng khá tốt nhưng vĩnh hằng cảnh có lẽ là cực hạn của nó rồi. Vì vậy, người muốn để thân xác đạt đến cấp bậc cao hơn, bắt buộc phải đổi công pháp tu luyện khác. Diệp Huyên cười khổ, không có. Tiểu Khô khẽ nhếch miệng, ta có. Diệp Huyên nhìn Tiểu Kha, tại sao lại giúp ta? Tiểu Kha lắc đầu cười, không hỏi có được không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, được. Tiểu Kha mở lòng bàn tay, một cuốn sách cổ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở cuốn sách, nó đột nhiên biến thành luồng sáng đen phóng vào giữa hàng mày hắn, ngay sau đó, vô số tin tức đã vào trong não hắn. Cổ võ chiến thể. Tiểu Kha đưa cho hắn cuốn công pháp này có tên là cổ võ chiến thế, mà thuật luyện thể này kinh khủng nhất là ở chỗ chiến đấu, nếu chiến đấu đến trình độ nhất định là có thể kích hoạt được cổ võ chiến thể. Còn có cổ võ chiến ý là thứ gì, hắn cũng không biết. Nhưng, trông rất lợi hại. Nói đơn giản thì cổ võ chiến thể này là kiểu càng đánh càng mạnh, cũng giống như huyết mạch phong ma của hắn. Nếu mở huyết mạch phong ma, hắn có thể kích hoạt được cổ võ chiến ý trong chốc lát. Lúc này, Tiểu Kha đột nhiên nói, cổ võ chiến ý này là một loại chiến ý thượng cổ. Khi ngươi tu luyện công pháp này, nếu có thể kích hoạt được thì chiến ý này sẽ tăng mạnh thực lực của ngươi. Nói rồi, nàng ta khẽ cười, tin ta, nó sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Tiểu Kha khẽ cười, sau đó đứng dậy, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người đi về phía rừng trúc xa xôi, trên đường, Tiểu Kha đột nhiên nói, có biết pháp tắc vũ trụ không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Tiểu Kha quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, biết pháp tắc vũ trụ kinh khủng thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Tiểu Kha nhìn chân trời xa xôi, im lặng một lúc, nàng ta khẽ nói, trước mắt đến hiện tại, có lẽ chỉ có bốn người có thể đánh được bọn họ. Ba trong số đó, chính là tam kiếm có quan hệ với người kia. Diệp Huyên hỏi, còn người kia thì sao? Tiểu Kha nói, một người từng có quan hệ rất gần với bọn họ. Diệp Huyên nói, là kẻ thần bí trong cơ thể ta sao? Tiểu Kha nhìn Diệp Huyên, xem ra. Người biết cũng không ít. Diệp Huyên gật đầu, biết chút ít, nhưng không nhiều. Tiểu Kha cười nói, người nói không sai. Còn về những chuyện trước kia, ta biết cũng không nhiều, cũng không thể tra xét, càng không dám điều tra. Chuyện liên quan đến pháp tắc vũ trụ, rất khó tra. Điều mà ta muốn nói với người chính là, phải cẩn thận, bởi vì pháp tắc vũ trụ thật sự rất mạnh. Mà thần đình vũ trụ cũng không đơn giản như người tưởng. Nói rồi. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, tuyệt đối đừng nghĩ có ba thanh kiếm thì ngươi nắm chắc thắng lợi. Bởi vì pháp tắc vũ trụ để giết ngươi chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn, nhất là pháp tắc đứng nhất kia, đến nay vẫn chưa từng lộ diện, mà nàng ta không lộ diện mới là đáng sợ,
vì không ai biết được nàng ta sẽ làm gì. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Hắn hiện tại ngay cả thần đình vũ trụ cũng đánh không lại, sao dám xem thường pháp tắc vũ trụ chứ? Hắn cũng không quên Tiểu Ách từng nói pháp tắc vũ trụ so với nàng ta mạnh hơn không chỉ mấy trăm lần, có lẽ cũng hơi phóng đại, nhưng có thể nhìn ra pháp tắc vũ trụ kia chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Kể cả hiện tại, đối phương tùy ý cho tại Ách chi kiếp xuất hiện, bản thân cũng không đánh được rồi, chứ đừng nói là bản tôn khác. Tiểu Kha đưa người gỗ đã khắc xong trong tay cho Diệp Huyên, tặng ngươi. Diệp Huyên nhìn người gỗ chính là dáng vẻ của hắn. Hắn không từ chối, nhận lấy người gỗ, sau đó nói, bảo trọng. Tiểu Kha cười nói, bảo trọng. Nói xong, nàng ta định rời đi, mà lúc này, Diệp Huyên lại nói, còn gặp mặt nữa chứ. Tiểu Kha cười nói, có, hơn nữa sẽ nhanh thôi. Nói xong, nàng ta đã biến mất không thấy đâu. Sau khi nàng ta biến mất, sức mạnh xung quanh tựa như cũng biến mất. Diệp Huyên biết. Đó là phong ấn mà Tiểu Kha bố trí trước đó, bởi vì vừa nãy hắn cản bản không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài. Ở tại chỗ, Diệp Huyên im lặng một lúc lâu, đang định rời đi thì lúc này, bầu trời đột nhiên bị nứt ra, tiếp đó, một luồng kiếm khí bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy kiếm khí này, Diệp Huyên chợt ngây người, đây là kiếm khí của người đàn ông áo xanh. Rõ ràng, sau khi Tiểu Kha thu hồi phong ấn, kiếm khí đã cảm nhận được tồn tại của hắn. Diệp Huyên nhìn kiếm khí trước mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Mặc dù tu vi bản thân bị phong ấn, nhưng thân xác thì không. Cũng có nghĩa là hắn vẫn là kiếm thể. Nếu đã là kiếm thể, chắc chắn có thể hấp thụ được kiếm khí. Nếu hấp thụ kiếm khí này, bản thân có trực tiếp phá bỏ phong ấn được không? Đây là kiếm khí của người đàn ông áo xanh đấy. Nghĩ đến đâu, Diệp Huyên lập tức phấn khích. Hắn cũng không lo nhiều như vậy, lập tức nắm lấy kiếm khí kia bỏ vào trong ngực mình. Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, thân xác hắn lập tức bắt đầu nứt vỡ từng tấc một, không chỉ vậy, sức sống trong cơ thể cũng biến mất nhanh chóng. Diệp Huyên lập tức ngã xuống, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ, xong rồi, ta tự giết mình chết rồi. Tiểu Tháp nói, không có. Không có. Diệp Huyên thấp giọng thở dài. Đáng tiếc lúc trước nhìn thấy nhị nha đều không phải bản thể, nếu bản thể thì không chừng lấy được ít máu rồi. Một lúc sau, Diệp Huyên cất bình máu kia đai, hắn vẫn quyết định không dùng máu nhị nha, hắn muốn sau khi đạt đến vĩnh hằng cảnh sẽ dùng đến máu nhị nha. Ngay lúc ấy, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, tiếp đó, 12 cao thủ mặc áo bào đen đứng trước mặt hắn. 12 ma sứ. 12 người không ai là nói gì. Trực tiếp lập tức lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không do dự, trực tiếp xông lên. Thân xác hắn vừa đột phá, hiện tại hắn đang muốn đánh nhanh một trận. Chỉ cần không phải là cao thủ phàm cảnh thì bây giờ hắn không sợ gì cả. Nếu gặp phải cao thủ phàm cảnh, một người cũng có thể đánh được, nhưng nếu giống như kiểu ma tiểu đao thì coi như xong rồi. Nhưng mà cũng may, 12 người trước mặt này không phải phàm cảnh. Mà chỉ là thiên vị cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên cũng không quan tâm đối phương là ai, dù sao người đến cũng không tốt, cứ giết là được. Ngay sau đó, trong sân vang lên từng tiếng nổ vang vọng. Trong một ngọn núi nào đó, một cô gái đang chậm rãi bước đi. Cô gái này chính là Đồ. Đi không biết bao lâu, đột nhiên Đồ dừng lại. Trước mặt nàng ta là một sơn động nhỏ. Nhìn sơn động trước mặt, đột nhiên Đồ lại rơi lệ. Đây là nơi mà ca ca từng vô địch đã chết đi. Năm đó mới đầu tuy thiên mệnh chia ra làm bốn, cả bốn đều có suy nghĩ riêng, nhưng, cảm tình của bốn người đối với ca ca thì lại như nhau. Trong đó, chấp niệm thiên mệnh váy trắng là sâu nhất, sâu đến mức không tiếc tiêu diệt chúng sinh để đột phá bản thân, sau đó miễn cưỡng cứu ca ca. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu nàng ta không ngăn cản thiên mệnh váy trắng. Bởi vì trong lòng nàng ta cũng hy vọng thiên mệnh váy trắng có thể thành công. Bốn người họ, không nợ chúng sinh gì cả. Đồ đứng trước sơn động, nàng ta cứ đứng như vậy ba ngày ba đêm, trong đầu, là những khoảng thời gian vui vẻ lúc nhỏ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.